Nè, chạy xe kiểu anh á, đúng là kiểu ông già đấy nha. Ba của em chạy còn nhanh hơn anh nữa đó. Đồng hồ người ta thiết kế 100 mấy chục cây số, anh chạy có 40 cây số một giờ à. Chạy vậy xe nó buồn dữ lắm đó. Anh không thích chạy xe nhanh, dễ gặp nguy hiểm lắm. Ông cụ non ơi, có nguy hiểm thì mới biết mình là ai chứ. Nhưng anh lại chọn thử thách khác, chứ không phải là lái xe. Anh mà cũng nói thử thách nữa hả? Mà hồi nãy sao anh không cho tụi lưu manh một trận? Tức quá. Nếu mà xảy ra đánh nhau hả, em nghĩ chắc em sẽ không giận mà bỏ đi đâu. Em biết trái lựu đạn chứ? Lựu đạn? Biết chứ, sao lại không? Trời, nó mà nổ cái bùm, hai đứa mình tan xác liền luôn á. Mà sao anh hỏi em vậy vậy? Có người gửi cho anh một hộp quà, mở ra bên trong là một trái lựu đạn. Trời, có chuyện đó nữa hả? Hồi nào vậy? Thôi anh ơi, coi chừng lựu đạn đồ chơi á. Chắc là đối thủ làm ăn cạnh tranh của anh, hăm dọa anh thôi. Em nói anh nghe nha, đồ chơi Trung Quốc bây giờ thiếu gì, cái gì cũng có hết trơn á. Bom nè, lựu đạn nè, súng nè, đồ chơi hết đó, y như thiệt. Nhưng công an xác nhận đó là lựu đạn thiệt. Ghê dạ, ly kỳ đó nha. Rồi sao nữa anh? Thì công an tịch thu tang vật để về điều tra, chứ sao nữa? Không, ý em muốn nói là sau đó anh có gặp thêm rắc rối gì nữa không vậy? Chẳng hạn như là tìm thêm một trái lựu đạn khác. Có chứ. Nhưng mà lần này không phải là lựu đạn nữa, mà là bom tấn. Hả? Bom á hả? Kinh khủng quá vậy. Trời ơi, một anh chàng thư sinh hào hoa phong nhã, trói gà không chặt như anh, mà lại bị mưu sát bằng bom tấn. Ai đứng đầu vậy anh? Ai đứng đầu á thì anh chưa biết, nhưng anh đã thấy trái bom tấn đó rồi. Khủng khiếp lắm. Ở đâu vậy anh? Lúc nào vậy? Bộ hôm qua trước khi đi với em anh thấy á hả? Không phải, hôm nay, ngay lúc này. Anh đang ở đâu vậy? Thì ngay bên cạnh anh nè. Bom à, anh chọc em phải không? Anh nha, anh nói em là bom. Không phải sao? Em đúng là bom tấn rồi còn gì nữa. Anh nè, nè. Em muốn đánh bao nhiêu cũng được, nhưng mà để đảm bảo an toàn giao thông á, anh tắp vô lề nghe. Anh chưa có thấy ai như anh nha. Cái gì cũng phải rạch ròi, hợp lý, đúng pháp luật á. Chán muốn chết rồi. Sống là phải biết bốc đồng, không đoán trước được cái gì sẽ xảy đến với mình. Sống là phải biết ném mình vào những cuộc phiêu lưu, vậy mới hấp dẫn. Vậy thì bây giờ anh có một đề nghị bốc đồng không đoán trước. Một đề nghị phiêu lưu. Em bắt đầu bị anh lôi cuốn rồi đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi mà em chưa hề biết. Em đồng ý chứ? Lãng mạn quá. Được á. Nhưng mà anh biết chưa? Anh biết rồi mà rủ em à. Anh cũng chưa biết luôn. Như vậy mới gọi là phiêu lưu chứ. Em thích những cuộc phiêu lưu. Khánh à, mỗi lần con về quê thăm bác là bác được an ủi lắm. Hiếm ai có được tấm lòng như con, có trước có sau. Nhưng mà bác rất áy náy khi con chịu lập gia đình. Giữa con với thằng Minh đã có lời dặn đá gì với nhau đâu. Bác không muốn để con làm tiếp phụ như vậy. Con phải lập gia đình đi Khánh à. Thằng Minh con của bác, nó đã nằm yên với ba tất lất rồi, làm sao nó có thể giúp gì được cho con chứ. Cô ơi,
Cô có biết nhà má của anh Trần Minh không à? Cậu chạy thẳng xe xuống tuốt ngã ba, rồi quẹo phải, cậu đi chút xíu nữa là tới liền à. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ. Không có chi. Chào em. Chào anh tìm ai? À, cho anh hỏi đây có phải là nhà của anh Trần Minh không em? Dạ đúng rồi, anh là... À, anh là luật sư Vĩnh Kỳ, bạn của anh Trần Minh. Bây giờ em mới được biết, mời anh chị vô nhà. Chị là bà xã của anh Vĩnh Kỳ hả? Chị đẹp ghê á. Chào em. Đây là em của anh Trần Minh. À, má em đâu rồi em? Má em ở trong nhà. Má, anh chị đây là... Ủa? Ai vậy con? Dạ con chào bác. À. Anh chào Xuân Vinh, Xuân Khánh. Chào anh. Hai anh em đi đâu đây? À, chào anh luật sư Lựu Đạn. Tôi phải hỏi anh đi đâu mới đúng. Ủa, mấy đứa quen nhau hết hả? Dạ. Hèn, phải thôi bác quên nữa, bạn của mình hết mà. Dạ. Đây là đại quý Xuân Vinh, còn đây là trung quý Xuân Khánh. Hai anh em đó. Vụ trái lựu đạn là do anh Xuân Vinh và Xuân Khánh điều tra đó. Nhưng mà anh luật sư thì chưa giới thiệu với chúng tôi rằng người đứng bên cạnh là ai. Đây là Ngọc Lan. Chào anh. Chào Ngọc Lan. Hân hạnh được làm quen với anh. Nhưng mà quan hệ của hai người như thế nào? Tôi xin lỗi cô Ngọc Lan. Tại vì chúng tôi là công an cho nên là thói quen nghề nghiệp thôi. Dạ đâu có gì đâu anh. Tôi thích câu hỏi đó mà. Nói đi, quan hệ hai đứa mình như thế nào? Là bạn. Tụi tôi... là bạn rất thân, thân với nhau từ nhỏ, hồi còn đi ăn kem lần đó. Thôi thôi, mấy đứa vô nhà uống nước đi rồi nói chuyện, đứng đây hoài dạ, sao, dạ. Đi vô nhà con. Thôi, vô đi. Chuyện này em cũng chưa định phát tán cho mấy anh đâu. Để từ từ xác minh cái đã, nhưng sẵn đây em cũng nêu lên, để mấy anh đánh giá sự việc cho chính xác. Gây cấn quá. Em đi ra ngoài, vì trong phòng tiệc ồn ào quá, em không quen. Vậy là em nhắm vào chỗ yên tĩnh, thả đôi chân mình đi, cho tới khi em lạc ra bờ sông thì em mới giật mình luôn. Anh tưởng em đi luôn xuống sông chứ? Sao không? Nếu không có điều bất ngờ đó xảy ra thì em dám bị hai tên khốn nạn đó lùi xuống mò tôm rồi. Vậy sao? Hai thằng nào vậy? Tụi nó xưng là bảo vệ, ra chặn đường em rồi tính sàm sỡ em nữa. Em còn nhớ mặt hai thằng đó không? Anh đi bắt tụi nó về liền nè. Thôi, thấy chưa? Em thấy thằng Nam nó lo cho em ghê chưa? Đó. Vàng nàng mới biết đá biết vàng thấy không? Anh hay sọc dưa quá. Để Duyên nó kể cho liền mạch. Sốt ruột quá đây nè. Lẹ lẹ đi. Nó sàm sỡ em rồi sao nữa? Nè. Không phải là đang coi phim chùa nha. Người ta nói vậy là anh đủ hiểu rồi. Sàm sỡ là sàm sỡ. Hỏi tới lui hoài à. Duyên, kể tiếp đi. Như em chống cự quyết liệt lắm. Tụi nó cũng đâu có vừa. Quyết làm tới. Bất ngờ hả? Có ông quản lý Công á xuất hiện. Sao lại là ông Công? Ông ta ngồi gần bàn mình mà. Có lúc tôi thấy ông ta đi ra ngoài. Ông Công á, ổng la hai thằng bảo vệ một trận luôn. Em ngạc nhiên ở chỗ là ông Công tại sao lại xuất hiện ở khu vực đó. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ông ta là quản lý ở đó mà. Nhưng chỗ bờ sông đó bí hiểm lắm. Bí hiểm thế nào? Vì nó hoàn toàn khác với khu vực phòng tiệc đó. Có những dãy nhà kho âm u lắm. Có cảm giác là chứa đựng những gì mờ ám lắm. Em à, em hay bị cảm tính đó. Không nên gắn hai cái tên bảo vệ dê sờm vô cái chuyện phạm pháp được. Em chưa đủ bằng chứng, em hiểu không? Nhưng từ từ sẽ có bằng chứng. À, có chuyện gì mà mọi người hăng hái bàn luận vậy? Dạ thưa anh, tụi em đang nhắc lại chuyện sinh nhật của cháu Tân hôm đó. Vui quá anh ạ. À. vui. Vui lắm. Không ngờ mấy người bạn lại bày đặt vậy. Mình đã nói định làm ở nhà, nhưng mà họ không chịu. Cứ nói là làm kỷ niệm cho bé Tân.
Trời ơi, làm từ sáng tới giờ chưa xong nữa. Tối nay có khách VIP đó, chuẩn bị chu đáo vô. Làm lẹ đi. Đồ hách dịch chỉ giỏi ăn hiếp người nghèo thôi. Alo. Alo, cho xin gặp cô Nguyệt ạ. À, tôi Nguyệt đây, ông cần gì ạ? Tôi ở Hà Nội sắp vào Sài Gòn. Nghe nói trung tâm giải trí Đông Châu rất đẹp, cho nên tôi muốn tham quan. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ông và gia đình. Tôi chỉ đi một mình thôi. Dạ. Vì tôi chưa biết Sài Gòn, cho nên tôi muốn cô Nguyệt hướng dẫn cho tôi. Dạ được ạ. Tôi thuộc tổ hướng dẫn của trung tâm. Khi nào vào thì ông cứ báo trước là được rồi ạ. Cô không hỏi tên tôi à? Dạ xin lỗi, tôi quên. Xin ông có thể cho tôi biết quý danh ạ. Tôi tên Quân. Nguyễn Quân. Không biết cô Nguyệt đây có quen cái tên này không? Anh muốn gì? Anh muốn làm chồng của em. Thật khốn nạn. Chuyện gì mà con Nguyệt nó chửi người ta khốn nạn vậy? Tao đâu có biết. Bây giờ hả, nó muốn chửi ai mà chẳng được. Có ngại hả, tới phiên mày với tao lãnh đạn đó nha. Phải rồi, hồi mới vô nó như con mèo ướt vậy đó. Ừ, bây giờ được ông sếp chiếu cố rồi, muốn làm gì chả được. Ừ. Anh muốn gì nữa đây? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Một chuyện sẽ ảnh hưởng ghê gớm đến tương lai của em. Việc gì? Nói mau lên đi. Số là ngày xưa chúng mình rất yêu nhau, nên khi gần nhau anh có giữ lại một số hình làm kỷ niệm. Anh nói vậy không phải làm khó em. Anh chỉ muốn cho em biết anh yêu em đến biết chừng nào. Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Nếu lúc trước anh thật sự yêu tôi thì bây giờ đâu có ngày này. Tôi căm thù anh biết không? Anh biết. Nhưng em càng căm thù anh thì anh càng yêu em hơn. Tôi thà yêu một ông già còn hơn yêu một thằng khốn nạn như anh. Em nhớ đó nha, một ngày nào đó khi em vui vẻ với anh, anh sẽ nhắc lại câu nói đầy ấn tượng của em. Yêu anh hả? Anh đừng có nằm mơ. Tôi đã có người khác rồi. Em có khiếu dí dỏm đó nha. Bây giờ còn biết đùa nữa. Tôi không có đùa đâu. Tôi đã có người yêu khác, và bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Anh không tin, em chỉ hù anh thôi. Anh muốn tin hay không thì tùy. Đó là sự thật. Vậy em tự giới thiệu thế nào với anh ta? Chắc chắn em sẽ có cách làm chàng gà mờ đó tin rằng em là trinh nữ. Em thừa bản lãnh mà. Anh có truyền cho em vài ngón nghề còn gì. Người ta không như anh, và không phải là loại người như anh đâu. Đó là một anh chàng anh hùng mã thượng. Được, anh sẽ gặp anh ta. Anh gặp làm cái gì? Để đưa cho anh hùng mã thượng những tấm ảnh bằng chứng giữa mối tình trái bỏng của em và anh. Mày đúng là cái thằng bỉ ổi hèn hà, thằng khốn nạn. Để bảo vệ tình yêu của chúng mình, anh sẵn sàng bỉ ổi hèn hạ gấp trăm lần. Tao chưa bao giờ yêu mày, và không bao giờ yêu mày. Thằng lưu manh, thằng khốn nạn. Hắn nói thật hay giả đây? Sao mình không còn nhớ gì nữa hết? Cũng có thể là có những tấm ảnh đó, nhưng cũng có thể không. Hồi đó mình lấy hắn, mình đâu nghĩ là có ngày này. Quân ơi, sao mày không ra khỏi đời tao? Sao mày không chết đi cho rồi?
những gì mình đang làm rồi sẽ mất hết, mất hết. Trời ơi. Nguyệt, sao em lại ngồi đây? Em khóc à? Có chuyện gì vậy? Em ngồi xuống đi. Dạ, không có gì đâu anh. Em chỉ hơi buồn một chút thôi ạ. Em buồn chuyện gì? Hay là công việc có gì không ổn hả? Dạ không, công việc rất là tốt. Chỉ là chuyện đàn bà mưa nắng thất thường đó mà. Đàn ông không nên biết đâu. Mà anh biết làm gì? Chỉ cần biết em là được rồi. Có em rồi, anh đâu cần phải lo gì nữa. Chiều nay anh về nhà ăn cơm nha. Anh thích ăn món gì em nấu. Vậy nữa. Đã lâu anh không ăn món canh chua cá lóc. Em nấu món đó anh ăn nha. Chuyện nhỏ mà. Em tin là em sẽ làm được. Mặc dù em chưa bao giờ dỗ bếp hết. Em làm á, dù có không ngon thì cũng thành ngon mà. Thôi, ngồi lâu ở đây bất tiện. Anh vô nha. Dạ. Anh à. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Tự nhiên em thấy lo quá. Em lo chuyện gì? Có anh rồi, em còn lo chuyện gì nữa? Anh à, nếu như một ngày nào đó có kẻ phá hoại hạnh phúc của tụi mình, anh sẽ làm gì? Anh sẽ giết nó. Không biết hợp cái gì mà lâu dữ vậy không biết. Tôi có nghe Ngọc Lan, ái nữ của tôi, tường thuật lại sự việc. Người của Kim Ngọc Gia Trang đã khủng bố luật sư Vĩnh Kỳ khi gửi lưu đạn và thư nặc danh để đe dọa Vĩnh Kỳ. Hành động đó thật sơ sẩy và lộ liễu, chỉ tạo sự chú ý cho công an thôi. Vĩnh Kỳ cho biết trái lựu đạn và thư nặc danh đã chuyển cho công an rồi. Các anh cứ yên tâm, Kim Ngọc có sức chơi thì có sức chịu, không để các anh bị ảnh hưởng đâu, đừng lo. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh đã làm gì để chúng tôi không bị ảnh hưởng? Anh nói đi. Tôi đã nắm được đội trọng án 1. Anh nghĩ rằng với bữa tiệc sinh nhật như vậy, anh có thể nắm được họ hay sao? Đó chỉ là bước khởi đầu. Tôi biết đại quý trưởng muốn gì, cần gì, và tôi sẽ cung cấp cho anh ta cái đó. Như vậy thì quá lộ liễu. Người ta thì ra sức che giấu, còn anh thì hành động như ở chỗ không người. Anh mua được đại quý trường, nhưng còn những người khác thì sao? Anh có mua hết được không? Không, bình tĩnh. Tôi không mua hết, tôi chỉ mua một số, nhưng lại là một số quan trọng cần thiết, tạo sự an toàn cho tôi. Theo cái cách mà anh sở hữu khu đất ở quận 9 nên anh đang hoạt động đó. Anh biết nhiều hơn tôi tưởng đó nghe. Anh không hài lòng à? Tôi làm sao mà dám xía vô công việc làm ăn của anh được. E là có khi anh lại nghĩ tôi cho con gái tôi đi dò thám. Nè, Ngọc Lan con gái của tôi nó không chịu khó một nắng hai sương như vậy đâu. Nhưng tôi linh cảm phi vụ này sẽ không thành công. Cho dù anh có nắm hết tất cả những gì anh cần nắm. Tại sao?
Tôi muốn nghe ý kiến của anh. Vì tôi đang thấy rằng anh đang chiếm đoạt chứ không phải là mua bán. Mà triết lý của tôi là mua bán chứ không phải là chiếm đoạt. Vậy thôi. Vậy là anh nói tôi không đi cùng đường trong vụ này à? Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã chỉ giáo. Làm gì? Đó là việc của anh. Nhưng tôi không muốn Vĩnh Kỳ bị xâm hại. Vậy thì anh kêu hắn rút lui khỏi vụ đất đi. Hắn muốn tiền, tôi chi tiền. Hắn muốn gì tôi cung phụng cái đó. Nhưng đừng chỏ mũi vào khu đất đó. Tiền thì Vĩnh Kỳ nó không cần. Cậu ta chỉ cần công lý thôi. Đào đâu ra công lý chứ? Trên thế gian này, người ta đào xuống đất sẽ có kim cương, vàng, bạc, nhôm đồng, than đá, dầu lửa, toàn là những thứ quý hiếm. Nhưng công lý thì không. Anh hãy nói cho hắn cái sự thật đó, để hắn hiểu rõ lý lẽ mà không chống lại với tôi nữa. Hy sinh thân mình cho hai thằng nông dân. Thật tình thì tôi chưa thấy ai ngu ngốc và gàn dở như vậy. Anh đã nhận được bài viết của tôi chưa? Tôi đã nhận được bài viết của anh rồi. Chúng tôi sẽ đưa lên số báo ngày mai. À, mắt anh bình thường rồi chứ? À, cảm ơn anh. Cũng bình thường rồi. Hôm nào anh em mình gặp nhau nói chuyện nhiều hơn hen. Chào anh. Chào anh. À, Nhung nè, ngày mai em nhớ chú ý xem báo pháp luật. Có bài viết của anh về khu đất đó. Dạ, nhưng mà... Sao em? Anh không sợ những kẻ nặc danh và trái lựu đạn hả? Anh đã gặp họ rồi. Ở đâu? Lúc nào? Chủ nhật vừa rồi, tại khu đất đó. Ngày mai em đọc báo, em sẽ thấy trong đó anh có nói lấp lửng về bọn họ đó. Anh đi tới chỗ nguy hiểm vậy, sao không nói em đi cùng? Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Anh nghĩ mà anh cũng đủ lớn để đôi mắt còn thấy đường và trái lựu đạn không nổ. Đôi khi anh cũng kiểm điểm lại mình theo thuyết nghiệp báo của nhà Phật và nhận ra một điều là... Điều gì vậy anh? Một con người như Vĩnh Kỳ này, liệu kiếp trước đã gây ra ác nghiệp gì để kiếp này phải bị quả báo đuôi mắt và chết bên xác hay không? Và anh tự trả lời là... Trả lời sao? Là không. Vĩnh Kỳ sinh ra trên cõi đời này chỉ làm điều tốt cho người khác mà thôi. Không dám đâu. Anh tự tin quá đáng đó nha. Vậy em nói anh nói cái gì không phải hả? Ừ. Chỗ nào em phải chỉ ra cho bằng được thì anh mới chịu đó nha. Ừ. Thì trái tim. Trái tim? Ý em nói là tình cảm. Nhưng mà anh đã làm điều gì xấu với ai đâu? Với nhiều người lắm á. Một người anh còn không có, lấy đâu ra nhiều người? Em làm cho anh hoang mang rồi đó nha. Bây giờ cụ thể hơn đi. À, chẳng hạn em nêu tên một ai đó mà anh có thể biết. Ngọc Lan. À. Xuân Khánh. Còn ai nữa không? Còn ai? Anh chờ em một chút nha. Nhưng anh phải đếm từ 1 tới 10 rồi mới mở ra nha. Trời, cái gì mà bí mật như vậy? Cái cô này thật lắm trò. Để coi cái gì đây.
Mình biết mình không có hy vọng gì, nhưng thà cứ nói ra còn không chôn giấu mãi trong lòng. Vĩnh Kỳ ơi, sao em lại yêu anh để rước lấy nỗi đau khổ âm thầm? Có phải đó là định mệnh của em không? Bây giờ em phải làm sao đây, khi em đã trót nói ra cái bí mật nhất của trái tim em? Vĩnh Kỳ ơi, dạ chào chị. Chị cần gì ạ? Vui lòng cho tôi gặp cô Ngọc Lan. Dạ mời chị. Chị ơi, có chuyện này cần tìm chị Ngọc Lan. Dạ, dạ chị. Chị tên gì ạ? Tôi là Xuân Khánh. Dạ chị chờ một chút. Alo. Dạ chị ơi, có chị Xuân Khánh muốn gặp chị ạ. Được rồi, chị mời chị Xuân Khánh vào phòng tôi nha. Dạ. Mời chị vào. Dạ cảm ơn. Nguyệt, không ngờ gặp em ở đây. Anh mời em uống cà phê nha, em rất thích uống cà phê. Không, tôi không thích uống cà phê. Uống cái khác, nước ép nha. Không, cảm ơn anh, tôi phải về. Em đi chợ nấu canh chua cho chồng ăn à? Anh tiếc quá, chồng em thật là có phước, mới được em chăm sóc như vậy. Anh mới tìm ra tấm ảnh của hai đứa mình. Ảnh gì? Tôi có biết ảnh gì đâu. Thôi mà, anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi, và nói với em một câu thôi. Anh nói đi. Anh gửi lại những tấm hình này, những tấm hình ghi lại dấu ấn những tháng ngày trăng mật đậm đà của hai đứa mình, để làm kỷ niệm. Cầm lấy. Ngày xưa em quá đẹp, bây giờ em còn đẹp hơn nữa. Em yên tâm đi, em cứ xé đi, anh còn giữ rất là dịu. Mày muốn gì? Mày nói đi thằng khốn nạn. Anh sẽ trả cho em tất cả những tấm hình của tụi mình, chẳng hạn như tấm hình này. Anh cần bao nhiêu tiền? Anh không cần tiền, mà cái anh cần là thứ quý giá hơn đồng tiền. Anh muốn cái gì? Cái anh cần chính là em đó. Anh biết em kinh tởm anh lắm, nhưng anh rất yêu em. Anh chỉ xin cho anh được gần em một lần thôi, được yêu em, để anh còn sống lại tình nghĩa vợ chồng mà đã tan vỡ. Một lần thôi, anh chỉ cần một lần thôi, anh hứa danh dự của anh. Thằng mắt cô như anh mà cũng có danh dự sao? Em cứ chửi anh thậm tệ, đai nghiến, cứ giày dò giày xéo anh như là người ta đạp một con sâu dưới gót chân vậy đó. Anh chấp nhận tất cả. Anh chỉ xin em một điều, bố thí cho anh chút hương thừa thôi. Buông ra. Được.
tôi đồng ý, nhưng chỉ một lần cuối cùng, rồi anh hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh cảm ơn em. Trời ơi, Ngọc Lan thật không ngờ Xuân Khánh là công an đó nha. Hôm bữa đó ở nhà má anh Trần Minh á, khi nghe giới thiệu mình cứ tưởng là dẫn chơi cho vui không à, ai dè là công an thiệt. Vậy thì theo Ngọc Lan, nữ công an thì phải như thế nào hả? Công an mà theo Ngọc Lan nghĩ hả, phải mạnh mẽ nè. Ừ, đi đứng phải hùng dũng vô, mặt lúc nào cũng hình sự. Công an có học võ đó nha. Wow. Còn Khánh thì khác. Nhìn Khánh nè, xinh đẹp khả ái, giống như người sàn điện ảnh hơn. Nhưng mà Xuân Khánh á, bây giờ đang là công an, đâu có giống những tiêu chí mà Ngọc Lan vừa đưa ra. Ừ. À ha, vậy có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay Ngọc Lan phải thay đổi cách nhìn về công an mới được. Thay đổi sao? Công an là phải xinh đẹp nè, dịu dàng nè, ăn mặc hợp thời trang nè, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười duyên dáng nè, vân vân và nhiều cái nè nữa. Nhưng mà tuy nhiên là sao, là chuyện gì nữa? Ngoài trừ mấy ông công an giao thông, không có cái nè nào hết luôn. Tại sao? Tại Ngọc Lan cứ hay bị mấy anh công an giao thông thổi, cứ lái xe vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, dừng xe nơi đường cấm tùm lum hết trơn á. Trời đất ơi, phạt như vậy là đúng rồi còn gì nữa. Không phạt á thì mới có điều nói đó. Thôi, tự nhiên hai đứa mình tới đây á, bàn về chuyện công an không à. Nè, đi coi đồ đi, toàn đồ mới không à. Ở đây toàn là mẫu mới do Ngọc Lan thiết kế đó Khánh. Khỏi nói nha, mình đọc báo thời trang á là nghe tên tuổi nổi lắm rồi, không cần thiết phải giới thiệu cũng biết nữa. Vậy sao, Khánh có thích bộ nào chưa? Mình không ngờ Ngọc Lan lại có cả một bộ sưu tập phong phú như vậy. Lúc đầu nhìn thấy Ngọc Lan đi chung với anh Vĩnh Kỳ, Xuân Khánh cứ ngỡ Ngọc Lan là... Ngỡ là gì Khánh? Mình nói thiệt, Ngọc Lan đừng giận mình nghe. Thì nói đi, Ngọc Lan không giận đâu, Ngọc Lan yêu cầu mà. Thật sự lúc đó mình cứ ngỡ là Ngọc Lan là dân chơi chính cống đó. Nhận xét đó đúng chính xác luôn. Nói cho Khánh biết nha, mình đúng là dân chơi chính cống mà. Tụi dân chơi cầu ba cẳng á hả, thua Ngọc Lan xa lắc luôn. Nè. Ủa, sao Khánh nhìn Lan dữ vậy? Giống như mình là người trên sao quả rớt xuống vậy đó. Mình chỉ thấy Ngọc Lan rất là ấn tượng, rất là hấp dẫn người khác, giống như Xuân Khánh chẳng hạn. Tại Khánh thích Lan cho nên Khánh nói vậy thôi. Chứ Lan mà đi ra ngoài ấy hả, người ta nói Lan sao biết không? Là gì? Hot girl, hot geek gì đó, mà mình không quan tâm đâu. Hot vẫn dễ chịu hơn cool mà đúng không? Nhất là chuyện tình cảm, mà mình muốn là bọn đàn ông chỉ hot vì mình thôi. Nè, qua đây, mình đi chọn đồ chứ không phải bàn về vấn đề cool hay hot đâu nha. Nè, Khánh chọn được mấy bộ rồi? Ít nhất á là 3 bộ. Còn nhiều nhất? Chừng khoảng 5 bộ gì đó. Hôm nay á hả, 10 bộ thì mình cũng xả láng cho người đẹp đó. Ê, đâu có được. Xuân Khánh chỉ nhận á khi Ngọc Lan nhận tiền thôi. Trời đất ơi, sao Khánh khách sáo quá vậy? Chơi với công an là cực vậy đó, lúc nào cũng bị ba cái mặt cảm là hối lộ không à. Thôi đừng có giận mà, tính Xuân Khánh hồi đó giờ là vậy đó, phải rõ ràng rạch rồi, chứ không thì... Khánh, ủa Khánh yêu ai chưa vậy Khánh? Mình nghĩ là đã... Vậy cảm giác thế nào? Có cần phải cũng rõ ràng rạch ròi vậy không? Có, nhưng đôi khi lại không. Cũng khó nói lắm. Tức cười quá đi. Hay quá ha, công an không hỏi cung mình thì thôi,
Mình lại đi hỏi cung công an là sao chứ? Xin lỗi nha, ai mà dám bắt lỗi cô Khánh được chứ. Thôi, nè nè, nè. Cái này được không? Khánh. Hả? Đi vô đây, thử hết mấy bộ đồ này cho tôi. Con bỏ đồ mọc vô sớm quá, nó bấy hết á. Đợi chú công về rồi hẳn bỏ. Có chuyện gì vậy con? Nhìn mặt con có vẻ buồn quá vậy. Con với chú công có chuyện gì hả? Anh công anh rất là tốt với con. Anh kêu con nấu canh chua cá lóc cho anh ăn nè. Nè, chuyện gì vậy? Má thấy con buồn á là mệt lắm à nha. Thằng Quân. Hả? Thằng Quân sao? Vừa rồi con mới gặp nó ở siêu thị. Thằng khốn nạn đó, nó hăm dọa là nó sẽ nói chuyện của nó với con cho anh công biết. Trời ơi, đồ hèn hả? Nhưng chú công chưa biết chuyện đó phải không con? Chưa. Con chưa có nói. Mà chuyện của con với ảnh xảy ra quá nhanh. Đến khi con muốn nói thì con lại không dám. Con sợ nếu ảnh biết thì ảnh sẽ không còn thương con nữa. Con nói nghe cũng phải. Hồi đó con lấy thằng Quân có cưới hỏi gì đâu. Ngó bộ dạng thằng đó không có được. Má nói với con hoài mà con không muốn nghe. Mệt quá à má, cứ nhắc lại mấy chuyện cũ làm gì, có giải quyết được vấn đề gì đâu. Lo chuyện bây giờ nè. Nè, má ra mở cửa cho anh công đi. Ê. Hả? Nhưng mà nhớ là không có được nói gì hết nha. Mọi chuyện để con tính. Được rồi, con yên tâm đi. Con nè, con bình tĩnh nha ông con. Khi đàn ông họ thương mình á thì mình mới tỉ tê. Có thêm chút nước mắt thì càng tốt nha ông con. Thôi má ra mở cửa lẹ đi, làm như hay lắm gì đó. Không giỏi á thì sao không giữ ông già đi, đừng để cho ông theo gái. Cha đó đó hả? Chó táp 7 ngày không tới, giữ làm chi cho mệt. Còn thiếu gì nữa không ta? Còn thiếu cái này nè. Trời ơi anh này, em đang nấu đồ ăn người dơ hầy à. Chút nữa đi ha. Anh không phải muốn chuyện đó. Anh đang rất hạnh phúc. Anh đang có một gia đình. Xin Bồ Tát phù hộ cho con tôi vượt qua khỏi khổ ải, có được một tấm chồng tử tế. Rồi, sắp được ăn rồi đó. Mẹ ơi. Bây giờ mình qua nhà ông bà ngoại phải không mẹ?
ông bà ngoại đi ăn tiệc rồi nên mình không qua nhà ông bà ngoại. Vậy mình đi đâu hả mẹ? Sao mình không về nhà? Thôi về nhà buồn lắm, lát nữa hãy về. Lỡ ba đi công tác về không thấy mẹ con mình, lỡ ba đi nữa thì sao? Không, ba điện thoại cho mẹ rồi, ba nói ba không về được. Khi nào á bé Trọng ngoan, ba sẽ mua quà thiệt nhiều về cho bé Trọng. À, đạo quá đạo quá. Úp chặt mẹ. Trời ơi, sao con ẩu quá vậy con? Con xin lỗi mẹ. Em đẹp quá mày. Dĩ nhiên rồi. Em có biết chở con không đó? Mắc mớ gì tới không? Trời, anh lo cho hai mẹ con em mà em còn cự nữ nữa hả? Ái chà, còn trẻ mà đẹp quá. Gái một con trong mòn con mắt mà mày. Ủa, chồng em đâu mà để em đi lang thang đêm hôm, phải chở con đi lang thang vậy? Một là chồng chết, hai là chồng bỏ. Chết hay bỏ hai cũng gì không kia, sao lấy anh làm chồng đi đó. Anh sẽ lo hai mẹ con suốt đời luôn. Không lấy nó lấy anh cũng được nè. Mày xấu quá, để tao mày ơi. Em làm gì chạy nhanh dữ vậy? Căng thẳng vậy em? Nếu muốn gì hả? Lấy anh đi, anh lo cho em. Ừ. Anh cướp, anh cướp, anh cướp. Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Không, mẹ không sao. Phải chi ba không đi công tác xa, ba sẽ đi chơi với mẹ con mình. Ba sẽ bắt hai ông đó hai mẹ. Mẹ ơi, con hết buồn ngủ rồi, mẹ chở con đi ăn cơm nha. Được rồi con, được rồi. Hay quá, được đi ăn cơm rồi. Hôm nay con thấy mẹ lạ đó. Lạ sao hả con? Mẹ chẳng nói mà mẹ cứ ừ hoài à. Con trai gì mà như con gái, để ý quá đi hả? Con trai không được để ý đúng không mẹ? Được được. Ai vậy mẹ? Ba phải không mẹ? Dì Hương con à. Alo. Đang làm gì đó bà? Đừng có nói với tôi á là bà đang ngủ nha. Vài bữa nữa bà thành cái thùng phi á thì đừng có mà đổ thừa cho tôi đó nha. Ngủ đâu mà ngủ, đang ngồi ăn kem với bé Trọng nè, buồn thím mồ. Hai mẹ con không biết làm gì nên xách xe chạy ra đường long nhong, không ngờ bị hai thằng lưu manh nó sàm sỡ. Rồi bà làm sao? Thì tôi la làng chứ làm sao. Trời, gặp bà thì bà la làng chứ gặp tôi hả? Tôi lấy giày tôi liền vô mặt tụi nó rồi. Đồ dê xòm. Sao bà buồn lắm hả? Vậy bà ngồi đó đi, tôi ra liền với bà nha. Tôi cũng biết quán kem đó rồi. Vậy nha. Dì Hương tới hả mẹ? Ừ. Chào dì Hương đi con. Con chào dì Hương. Bé Trọng giỏi quá. Bé Trọng cho dì Hương ăn kem gì nè? Ở đây có kem dừa, kem sô-cô-la, kem dâu. Dì Hương thích ăn kem gì? Kêu cho dì một kem trái dừa, mà phải có trái dừa nữa nha. Là sao hả mẹ? Kem này con chưa ăn. Vậy thì dì Hương sẽ đãi cho con một kem trái dừa, chịu không? Dì Hương cho thì mẹ phải cho thôi. Anh ơi, cho em một kem trái dừa. Cảm ơn dì Hương đi con. Con cảm ơn dì Hương. Giỏi quá. Sao tối nay bà bỗng dưng có nhã hứng mời tôi ra đây tâm sự để gỡ rối tơ lòng vậy ta? Mình cũng không hiểu sao nữa. Tự dưng thấy trống trải quá, không thể ngồi ở nhà được. Vậy là đi lòng vòng cho khuây khỏa. Không ngờ gặp bọn quấy rối, chán quá.
tụi nó không quấy rối cũng lạ. Hương này, à thích quá. Con ăn kem đi. Nè. Hương còn hùa theo tụi nó nữa hả? Ừ, không phải sao. Một thiếu phụ nửa chừng xuân, có nét đẹp mê hồn, lại có thêm một đứa con thơ bé bỏng nữa. Hình ảnh đó làm sao mà không rung động bao khách si tình được. Nè, tôi nói thiệt nha, tôi mà là đàn ông là tôi dớt bà ngay đêm nay. Thôi đi, Hương là mình nhớ đến tên tội phạm đã bắt cóc mình lúc trước. Hắn nói hắn yêu mình, nghe rỡn tóc gái luôn. Sợn tóc gái cái gì? Vì Bích Dân rất xinh đẹp, xứng đáng được như vậy mà. Tại sao Bích Dân không sống thực theo yêu cầu của cuộc sống, của bản thân mình chứ? Bích Dân có quyền yêu và được yêu. Mình đã cắt đứt mọi khả năng ấy rồi. Vậy tại sao đêm nay Bích Dân lại thấy cô đơn trống trải khi ở nhà? Cũng không biết nữa. Tự nhiên nói vậy. Hương đừng chẻ sợi tóc làm tư có được không? Mẹ ơi, cho bé chồng ra ngoài chơi tí xíu nha. Hương chỉ muốn cho Bích Dân rũ bỏ tất cả mọi ràng buộc. Bích Dân phải nhìn thẳng vào sự thật và đừng đóng bất kỳ một vai diễn nào nữa. Bích Dân đâu có ép mình trở thành một người phụ nữ tiết hạnh được. Bích Dân đã khóa chặt cuộc đời của mình sau cái chết của anh Trần Minh, nhưng đến đêm nay thì ổ khóa ấy đã bắt đầu rã ra. Hương đừng có nói nữa được không? Hương nói không sai điều gì hết á, nhưng Hương càng nói đúng thì mình càng thấy sợ. Mình đã có lỗi với anh Trần Minh, và mình không muốn tiếp tục những sai lầm đó nữa. Nhưng anh Trần Minh không còn nữa. Không còn nữa, Bích Dân có hiểu không? Và nếu như bây giờ Bích Dân có yêu ai đi nữa, nếu Bích Dân có bước thêm bước nữa thì cũng chẳng có gì là sai lầm cả. Bích Dân với bé Trọng cần phải có được hạnh phúc. Bích Dân hiểu ý Hương không? Cảm ơn Hương đã chia sẻ với Dân. Không có gì đâu. Sao Bích đi lại có mặt ở đây? Đó là do thần giáo cách cảm. Tôi đang ở nhà thì bỗng nhận thấy sao xuyến. Thế là tôi... Con giới thiệu với mẹ, đây là chú Bích đi. Bích đi ngồi đi. Mẹ có quen chú Bích đi hả? Mẹ gặp chú ở trường con rồi, con không nhớ sao? Nhưng mẹ có biết chú Bích đi làm cái gì ở trường con không? Chú Bích đi làm cái gì ở trường con vậy bé Trọng? Chú làm ông già Noel đó. Ồ, bé Trọng tiết lộ bí mật quốc gia của chú rồi. Bích đi đến trường bé Trọng để làm từ thiện. Sổ là công ty Green Valley Corporation đứng ra trồng một ngôi trường để hỗ trợ trong hoạt động từ thiện của công ty. Tôi đã trồng trường của bé Trọng vì tôi biết trường đó đang thiếu thốn nhiều thứ cho các em. Thiệt là không ngờ đó nha. Bích đi cũng làm việc từ thiện nữa đó hả? Có chứ, đó là tiêu chí để hoạt động của công ty mà. À, còn chuyện ông già Noel thì sao? À, Noel vừa rồi anh và người của công ty đem quà đến phát cho các em. Anh muốn nhận một bất ngờ cho bé Trọng nên đóng vai ông già Noel. Chú Bích đi, chú Bích đi. Nè, cho con nè. Nè, cho con nè. Cho con nè, từ từ, từ từ. Cho con nè. Chú Bích đi làm già Noel. Thích quá, thích quá. Bé Trọng có quà, bé Trọng có quà. Cho con nè. Mặc dù anh đã hóa trang rồi, nhưng bé Trọng vẫn nhận ra chú Birdie. Cậu nhóc này lanh lẹ lắm, thông minh lắm. Sao con biết ông già Noel là chú Birdie vậy? Tại vì chú thường gặp con, chú cho con quà, cho nên con nhớ nét mặt của chú. Sao con về nhà không nói lại với mẹ? Chú Birdie dặn con đừng nói cho mẹ nghe.
Anh vất vả về em quá. Xin lỗi anh. Không có gì. Anh làm được điều gì đó tốt đẹp cho hai mẹ con thì anh làm. Hương có hai thắc mắc. Betty phải trả lời rõ Hương mới chịu đó nha. Thắc mắc gì nữa đây cô? Thứ nhất á, tại sao Betty lại biết bé Trọng học ở trường đó mà tìm tới? Anh xin lỗi Bích Vân. Sau khi anh trần mình chết, Bích Vân tránh mặt anh. Vì không thể gặp được Bích Vân nên anh phải lên theo dõi. Nhờ vậy anh biết bé Trọng học ở ngôi trường đó. Thôi vào lớp đi con. Dạ. Vô học đi con. Chiều ba đón ha. Ngoan nha. Dạ, con chào cô. Chào con. Dạ chào anh. Thật là lãng mạn. Anh làm cho Hương thay đổi cách nhìn về người đàn ông nước ngoài. Thiệt là lãng mạn quá. Những người khác thì sao? Một số họ chỉ chăm chăm vào một điều, đó là sếp. Sếp là cái gì vậy dì Hương? Kìa con, không được xía vào chuyện người lớn nghe chưa? Chừng nào bé Trọng lớn lên, bé Trọng sẽ hiểu. Vậy bé Trọng sẽ ăn thật nhiều để mau lớn để hiểu. Hương, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hương càng nói nó càng hỏi, cuối cùng rồi nói tầm bậy bây giờ. Thôi bỏ đi. Cái thằng nhỏ này lanh chanh quá. Thắc mắc thứ hai của tôi là tại sao anh biết chúng tôi ở đây mà đến? Nếu như anh nói quanh co, không rõ ràng thì tôi sẽ là người có tội. Tại sao? Nhưng Hương có tội chứ. Tôi sẽ bị nghi ngờ là gọi Bích đi tới đây. Bích Dân đang nghĩ vậy đó. Sai chỗ nào đâu mà chối. Hương thề có ly kem á, mình không hề gọi Betty tới đây. Betty có thể làm chứng giùm mình được không? Ok, Hương đâu có gọi. Vậy chứ ai gọi? Hương mới là người lanh chanh đó. Con gọi đó mẹ. Cái gì? Con gọi hả? Dạ. Đúng là bé Trong gọi. Dạ. Anh làm chứng. Hương khỏe re như bò kéo xe. Nỗi quan này đã được giải tỏa rồi. Nhưng con gọi sao? Làm sao con có số của chú Betty? Con có mà. Chính anh cho bé Trọng. Để khi nào cần, cháu sẽ gọi cho anh. Con gọi mấy lần rồi? Chỉ là lần đầu thôi. Đã yêu cầu mẹ chở đi ăn kem rồi. Con gọi chú Betty là sao? Con nghĩ có chú Bích đi sẽ vui hơn. Bởi vì chú đóng trò giỏi lắm. Chú làm con gì cũng được. Wow, phát hiện bất ngờ đó nha. Trước mắt tôi là một tài tử thượng hạng. Đâu, anh làm thử con gà trống nghe coi. Ok. Chú làm mắc cười quá. Vậy còn con gà mái thì sao? Cục tác. Vui quá à. Cười nôn cá ruột luôn nè. Mình sắp bể bụng rồi nè. Cái anh bước đi này, ở đâu mà nhiều trò quá vậy? Thì tại vì mẹ con của Bích Dân mà thôi. Dân không nghe anh nói hay sao? Thôi, chắc là bây giờ Hương phải đi về nhà rồi. Bỏ ông bà già ở nhà từ nãy giờ lâu quá rồi. Nè, hãy đến với gia đình tương lai của mình đi nhé. Hương nè, để Dân tiễn Hương ra ngoài. Nè, chú Đức cho con ăn nha. Hả ra Mình cảm thấy thương cho Betty. Mình biết Betty yêu mình trước sau như một. Trải qua thử thách này,
Mình cảm thấy tình yêu của ảnh đối với mình quá sâu nặng. Thú thật, mình cảm động lắm. Nhưng... Nhưng cái gì hả? Bà đã thề là sẽ thủ tiết thờ chồng chứ gì. Xưa quá rồi bà cụ ơi. Biết bao nhiêu người đàn bà tái giá và đã tìm được hạnh phúc cuối đời mình. Bà đó, bà nghe lời tôi đi. Bà mà kết hôn với Betty thì cả ba người sẽ là một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Hai chứ, sao lại là ba? Thì ba là bé Trọng đó. Hai người lấy nhau rồi tính đẩy thằng nhỏ qua cho tôi nuôi hả? Không dám đâu. Mà bà biết tôi á đang nghĩ gì không? Bà nghĩ gì thì ai biết. Tôi muốn chôm chàng Betty của bà rồi theo chàng qua Mỹ sống luôn. Đừng hòng nha. Tình bạn là số 1, tình yêu là số 1 cộng. Đó có nghĩa là tình yêu nặng hơn tình bạn đó nha. Thấy chưa, chưa gì hết mà mê trai bỏ bạn rồi nha. Tôi không bỏ ai hết. Tay phải là tình yêu, tay trái là tình bạn. Vậy thì lúc bà ngủ với Bích đi, tôi ngủ ở đâu? Thì ra phòng khách mà nằm. Vậy thì móc quéo đi. Nhá. Bác được chưa rồi, bác được chưa rồi. Quéo gì? Thì cứ móc quéo đi. Hồi đó giờ mình có làm hại gì cho Bích Vân đâu, đúng không? Cũng đúng, ngoéo thì ngoéo. Nói cho chú chạy luôn. Ngoéo rồi đó, nói đi. Như vậy là Bích Vân đã cam kết sẽ trở lại với Bích đi rồi. Chuyện đó chú chập con hoài. Mình biết là Bích Vân rất là cô đơn, đang cần đến một tình yêu để làm điểm tựa, luôn ở bên cạnh. Mình biết, nhưng mình không thể đem lại điều đó cho Bích Vân được. Mình biết Bích Vân và Betty vẫn còn yêu nhau. Vậy tại sao Bích Vân lại tự đóng kịch và đày đọa bản thân mình như vậy? Trước kia khi anh Trần Minh còn sống thì Bích Vân lại quấn quýt với Betty, khiến cho người ta phải dị nghị. Còn bây giờ anh Trần Minh đã qua đời rồi thì Bích Vân lại cắt đứt với tất cả để chứng tỏ rằng mình đã hết lòng với anh ấy. Nhưng Bích Vân càng cố gắng thì lòng mình càng ngược lại. Nó muốn được sống và được yêu thương. Tại sao Bích Vân không sống một cuộc sống thoải mái hơn? Vì chỉ có mình mới có thể quyết định được hạnh phúc của đời mình mà thôi. Không ai có thể giúp được mình đâu. Hương đọc đúng nỗi lòng của mình rồi. Mình cảm ơn Hương rất nhiều. Có Hương, mình càng tự tin hơn vào những quyết định hệ trọng của đời mình. Đúng rồi. Đúng là mình vẫn còn yêu Betty. Hương cũng đã chứng kiến mối quan hệ của mình với Betty kể từ khi khởi đầu cho đến bây giờ. Có ai có thể yêu thương và tử tế với hai mẹ con của mình như Betty? Đúng. Không ai có thể kiên trì đến như vậy đâu. Nhất là một anh chàng nước ngoài có địa vị, giàu tiền và lắm bạc như anh ấy vậy. Hãy nắm lấy cơ hội này nha. Thôi, chắc mình phải về rồi. Cố gắng lên. Dắt con lại mẹ đây. Mình về nha. Bye bye. Mẹ. Em thấy gì trong gương? Một hình hai ngày xưa yêu dấu. Em níu kéo gì thời gian? Níu kéo gì cho em? Để tiếng nấc vỡ òa trong anh nhìn Xuân Khánh và Vĩnh Kỳ kìa. Em nghĩ may ra chỉ có Vĩnh Kỳ mới đủ sức kéo Xuân Khánh thoát khỏi nỗi ám ảnh về Trần Minh. Anh cũng hy vọng là như vậy. Cứ thấy nó ru ru ở trong phòng với tấm hình và hồi ức về Trần Minh, anh thấy đau lòng lắm, không biết làm sao để giúp nó. Xuân Khánh rất ái mộ Vĩnh Kỳ. Nó thường nói với em là nó thích Vĩnh Kỳ nhất ở quan điểm là về người nghèo và công bằng xã hội. Một khi người ta cùng nhìn về một hướng thì tình yêu có đất để phát sinh bền vững lâu dài hơn. Anh với em đó có nhìn cùng một hướng đâu, mà vẫn yêu nhau nồng nàn đó thôi. Anh này chọc em hoài à. Tìm lại chính em, tìm lại giấc mơ. Xuân Khánh à, em có biết cảm giác của anh lúc này như thế nào không? Làm sao em biết được? Một cảm giác rất lạ lẫm nhưng rất hạnh phúc. Hình như em cũng có một cảm giác như vậy, nó đang dâng lên trong lòng em.
Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ nói với em điều này. Điều gì vậy anh? Nhưng em phải nhắm mắt lại, vì đó là điều bí mật. Bí mật? Em cũng có điều bí mật với anh nữa sao? Một điều bí mật rất lớn lao và rất thiêng liêng. Lớn lao và thiêng liêng? Anh nói đi. Nhảy đi em. Anh yêu em. Trong gương một hình hài ngày xưa yêu dấu, em níu kéo gì thời gian, níu kéo gì cho em để tiếng nấc vỡ òa trong đêm. Xuân Khánh à? Dạ. Cả đêm qua anh không ngủ vì nhớ em. Em cũng vậy. Em không hiểu tại sao mình lại đồng cảm như vậy. Anh biết tại sao không? Chắc tại vì em yêu anh. Anh chỉ cho tôi xem hiện trường vụ án. Đây là nơi phát hiện ra xác chết. Dạ, xác chết nằm ở đây nè. Các đồng chí, hãy đi tìm xung quanh xem có phát hiện thêm gì không. Dạ rõ. Báo cáo đồng chí, tôi đã tìm được vật chứng này. Đây có thể là hung khí. Khánh à, em hãy nhìn nè. Anh hãy lập biên bản cho chủ vườn và công an khu vực ở đây ký xác nhận. Dạ. Anh phát hiện ra vật này ở đâu? Mời đồng chí theo tôi. Dạ anh tìm ai ạ? Tôi cần gặp ông Kim Ngọc. Dạ anh đợi chút xíu. Chào ông. Chào các anh. Mời các anh ngồi. Chúng tôi cần gặp ông Nguyễn Văn Tài. Ông ta làm việc ở đây phải không? Dạ đúng. Nhưng có chuyện gì không ạ? Ông cứ gọi ông Nguyễn Văn Tài ra đây. Dạ. Các anh chờ một chút. Các anh uống nước nha. Mời anh. Cảm ơn.
Dạ ông chủ gọi em. Anh là Nguyễn Văn Tài à? Dạ là em. Anh đã bị bắt. Em có làm gì đâu bắt em. Anh cứ về cơ quan điều tra rồi sẽ biết. Ông chủ, mày cứ đi theo các anh đi. Dạ. Đi. Ông chủ, anh Tài sao bị bắt vậy ông chủ? Im. Dạ, dạ. Thưa quý khách, có phải quý khách là đại quý trường không ạ? À, chính tôi đây. Có người đợi quý khách, dạ xin mời quý khách ạ. À, cảm ơn. Dạ mời quý khách ạ. Chào đại quý. Xin chào. Đại quý tìm quán này có dễ không? Tôi không biết quán nào khác để gặp đại quý. Nó mượn đỡ quán này của một thằng bạn. Ở đây có kín đáo không? À, tôi nghĩ là tốt mà. Ừ. Mời anh ngồi. À, anh uống rượu này được chứ? Ok. Hóa ra hai anh em mình cùng gu đó. Vậy mới kết nghĩa anh em được chứ. Mời anh. Mời. À, anh điện cho tôi gấp vậy có chuyện gì không? À, thằng Tài đàn em của tôi bị công an quận tới nhà bắt đi rồi. Hồi nào? Mới hồi sáng này. Họ vừa giải đi là tôi điện cho anh liền. Bây giờ làm sao đây anh? Tôi không biết phải gỡ bằng cách nào nữa. Anh yên tâm đi, tôi đã có cách để giải quyết vụ rắc rối này rồi. Anh đừng nóng. Nóng là không việc hết. Nó đã phạm pháp rành rành, không thể xóa tội được đâu. Gửi thư nạc danh, lụ đạn, khủng bố người khác, giá chót cũng phải gửi lịch vài năm. Đúng là nóng nảy tai hại thiệt. Mà tôi có bị ảnh hưởng gì không anh? Trước mắt anh nên để cho nó nghỉ giải lao một thời gian cái đã. Tôi sẽ từ từ đưa cho nó ra, mà chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới anh. Nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh. Mời anh. Mời anh. À, tôi lại có việc này làm phiền tới anh Ngọc nữa rồi. Anh có việc gì cần thì anh cứ nói. Cái gì tôi lo được cho anh, tôi làm hết mình. Nhưng mà chuyện gì vậy anh? Bà xã tôi đó mà. Hồi bữa giờ đi xe đạp đón thằng cô Tân đi học, tự nhiên bây giờ lại nổi hứng đòi chiếc xe tay ga. Tôi cũng hết biết bả luôn. Đó là chuyện nhỏ thôi. Anh hỏi chị thích màu gì? Chiều nay xe sẽ đến nhà anh chị. Thôi, anh em kết nghĩa với nhau làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Từ từ đã. Tánh tôi thì không thích rề rà. Đánh nhanh rút lẹ là phương châm của tôi mà. Mời anh. Vậy thì cảm ơn anh trước.
Chào Ngọc Lan, đang ở đâu đó người đẹp? Ở công ty, ghé công ty mình chơi đi. Mới có mấy mẫu mới ra lò đẹp lắm đó, mình cần Khánh làm người mẫu nè. Thôi thôi, mới mặc mấy bộ đồ bữa trước, đi vô cơ quan, ai cũng sầm xì. Nói mình đó hả, chuyển ngành làm người mẫu cho rồi. Trời đất ơi, nữ công an thì sao, cũng là phụ nữ dạ, cũng thích kiểu cọ, thích làm đẹp, chứ có phải là gỗ đá đâu. Bữa nào mình sẽ thiết kế một bộ sưu tập trang phục nữ công an, rồi sau đó biểu diễn cho mọi người coi. Bảo đảm sẽ thay đổi nhận thức của những ai có định kiến ngay. Nếu có điều đó, mình sẽ mời Xuân Khánh làm người mẫu cho chương trình của mình đó. Thôi bỏ đi, mình gọi cho Ngọc Lan không phải chuyện người mẫu hay trang phục gì đâu. Vậy là chuyện gì? Mình có chuyện quan trọng muốn tư vấn Ngọc Lan. Chuyện quan trọng hả? Còn nhờ tư vấn nữa. Như vậy hả? Bảo đảm với Xuân Khánh chuyện đó sẽ hết quan trọng ngay. Tại vì bộ là công an mà, bộ nhìn cái gì cũng ra tội phạm hết á. Thôi thư giãn đi người đẹp. Cuộc đời này đâu có gì quan trọng hết được. Người ta hả? Người ta bịa ra để hù mình thôi. Nhưng mà mình không có khiếu để bịa ra chuyện đâu. Chuyện này đối với mình thật sự quan trọng đó. Nè, đừng có nói với tôi là chuyện tình yêu phải không? Đối với Lan hả? Tình yêu đâu có gì quan trọng đâu. Thôi được rồi, mình sẽ học tập Ngọc Lan. Gặp ở quán cà phê nha. Hẹn ở quán cà phê để được nghe nhạc trữ tình chứ gì. Đó cũng là một lý do. Nói chuyện trên nền nhạc trữ tình mình cảm thấy dễ chịu lắm. Thôi nha, bye. Gửi anh. Cảm ơn chị. Nè Xuân Khánh. Chị Ba. Chị thấy dạo này em khác lắm đó nha. Khác sao chị? Em đẹp ra, da dẻ hồng hào, phấn chấn. Nè, có gì không? Nói cho chị mừng cái coi. Ai vậy? Trong cơ quan mình hay bên ngoài? Chị nghe nói cậu Sâm trồng cây si em mọc rễ luôn phải không? Sao rồi em? Dạ không có gì đâu chị, người ta chỉ đồn thổi thôi. Chị hỏi cũng để mừng cho em thôi mà. Em cảm ơn chị Ba. Nè, bữa nào dắt chị đi mua mấy bộ đồ thời trang mặc coi. Chị thấy em mặc đẹp quá à. Ông xã chị cứ chê chị là người đẹp sắc phục, chị ức lắm, nhưng mà chị chưa biết phải làm sao. Cũng bởi từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chị bị thất thế cái body 3 vòng gộp 1 nên bận đồ gì cũng khó. Dạ, bữa nào chủ nhật rảnh em đưa chị đến chỗ bạn em. Cô này á, cổ giỏi thiết kế và tư vấn thời trang được lắm. Cổ sẽ giúp chị liền hả? Nhớ nghe em, nhớ nghe. Dạ. Alo, Xuân Khánh nghe. Alo, chào cô Xuân Khánh. À, anh Hương phải không ạ? Dạ, có chuyện gì không ạ? Tôi muốn hỏi thăm kết quả khám nghiệm tử thi của cô gái đã có chưa? Dạ, mới xong sáng nay đó anh. Đợi em chút. Nạn nhân bị chết do ngạt thở. Trên cổ còn lưu lại vết bầm tím do tụ máu anh à. Nạn nhân có bị cưỡng hiếp không? Có. Phát hiện tinh dịch ở bộ phận sinh dục của nạn nhân. Bọn em đang xác minh ADN để tìm ra hung thủ. Anh ráng đợi vài hôm nha. Cảm ơn cô Xuân Khánh. Dạ, chào anh. Chào cô. Thank you.
chuyện gì? Nói bác sĩ tâm lý nghe coi. Thú thật, chuyện này Xuân Khánh không biết phải hỏi ai hết. Trong nhà thì không biết hỏi ai. Bạn bè trong cơ quan thì là mối quan hệ chính là công tác, không có nói được chuyện riêng tư như vậy. Cho nên á, gặp Ngọc Lan mình mừng lắm. Ngọc Lan quan hệ rộng, hiểu biết xã hội phong phú, và có kinh nghiệm bản thân. Ngon vậy thôi, chứ không phải vậy đâu nha. Gì chứ hả? Ba cái chuyện tình yêu phức tạp lắm, khó mà gỡ rối tơ lòng cho ai được đó nha. Thì mình đâu có nói Ngọc Lan gỡ rối tơ lòng đâu. Mình á, là mình chỉ muốn Ngọc Lan góp ý cho mình làm gì và làm gì thôi. Thôi được rồi, chuyện sao nói nghe coi. Chuyện là vậy. Mình và một người bạn trai đi vũ trường. Anh ấy mời mình khiêu vũ. À, xì lâu mùi phải không? Rồi sao nữa? Trời ơi, nói ra mình mắc cỡ quá. Tại sao mình lại dễ dãi như vậy? Anh hôn mình mà mình lại để yên. Đã vậy lại còn hôn lại, nồng nàn y như trong phim vậy đó. Nè, Lan nghĩ hai người mà yêu nhau, hôn nhau là chuyện bình thường mà, có gì mà phải băn khoăn lo lắng vậy trời. Thì biết vậy, nhưng mà đó là lần đầu tiên ảnh mời mình đi chơi. Ủa, đồng nghiệp trong cơ quan hả? Không, ở bên ngoài. Ê, tôi có biết anh chàng đó không? Không. Thì không đó. Mình không hiểu sao mình lại dễ dãi đến như vậy. Lẽ ra thì phải hẹn hò vài lần rồi mới xảy ra chuyện đó chứ, đúng không? Bà cụ ơi bà cụ, bà có biết bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi không? Thế kỷ bây giờ là 21 rồi trời ơi. Tụi đàn em của tụi mình á hả, tụi nó đánh nhanh rút gọn hơn nhiều kìa. Nhưng mà tôi bất ngờ quá. Còn mình á hả, mình thấy anh chàng bạn trai của Khánh hay đó nha. Táo bạo, quả quyết, sôi nổi, có bản lĩnh đàn ông đó. Bữa nào trình diễn cho mình nghía cái coi. Không có dám giới thiệu cho Ngọc Lan đâu. Anh chàng đó mà thấy Ngọc Lan á hả, là muốn hôn liền á. Cho nên á, là mình phải giấu kỹ, chứ để lơi lỏng á hả, là mất tiêu liền. Thôi đi. Ê. Hôn chắc sướng lắm ha. Thôi đi, giúp người ta không giúp, còn chọc nữa. Biết vậy không hỏi đâu, không có được gì hết. Sao không được gì? Nghe thầy phán nè. Thầy nghe nè. Nè, thầy thấy là nữ đều người nam đó rồi đó. Yêu. Nếu mà lần sau á, người nam đó có hôn nữ nữa thì nữ có nhiệm vụ phải kể lại cho thầy nghe, để thầy góp ý gỡ rối tơ lòng cho. Thầy thích nghe mấy vụ đó lắm. Hay quá ha. Ê, tối nay đi vũ trường đi nha. Không được đâu, bận việc rồi. Vậy mà đi nhảy với anh chàng đó được, đúng là có trai bỏ bạn. Không có phải vậy mà. Anh đi theo tôi. Anh vô đi. Dạ. Bây giờ anh biết gì? Khai hết đi. Dạ, khai gì? Em đâu biết gì đâu. Vụ lá thư và trái lưu đạn. Dạ, thưa cán bộ, em đâu biết chuyện đó. Nhưng anh chính là người đã canh giữ khu đất mà ông Kim Ngọc đã mua một cách bất hợp pháp. Dạ, dạ, em là người làm. Ông chủ kêu em làm gì thì em làm đó, chứ em đâu biết. Nhưng mà đó là khu đất đang tranh chấp, anh biết chứ. Dạ, tranh chấp là chuyện của người ta, chứ em làm công ăn lương, em không biết gì hết. Vậy anh biết luật sư Vĩnh Kỳ chứ? Dạ. Anh đừng nói với tôi là anh không biết nha. Dạ, dạ em nhớ. Nhớ cái gì thì nói đi.
Dạ, bữa đó luật sư Vĩnh Kỳ lên coi khu đất, mấy đứa nhỏ kêu em thì em tới. Tới làm gì? Dạ, để coi mặt ổng. Ổng đẹp trai cao to lắm. Đừng nói vòng vo nữa. Tại sao luật sư Vĩnh Kỳ lại đến coi khu đất? Dạ, thưa cán bộ, em không biết. Anh phải biết. Anh phải biết luật sư Vĩnh Kỳ đang khởi kiện vụ tranh chấp khu đất đó ra tòa. Dạ, em không biết thiệt mà. Khu đất thì đang tranh chấp, luật sư Vĩnh Kỳ thì lại nhận được lá thư hăm dọa phải bỏ vụ kiện, kèm theo trái lựu đạn. Trái lựu đạn ở đâu ra? Anh lấy nó ở đâu ra? Dạ, quan cho em lắm cán bộ ơi. Em làm sao dám làm những chuyện tày đình như vậy? Lựu đạn hả? Ở tù rụt xương đó cán bộ ơi. Em là người làm công, em nghèo mà, đi làm để kiếm lương thôi. Cán bộ ơi, em thề em không biết mà. Anh im đi. Nếu như anh thành khẩn khai báo thì sẽ được hưởng khoan hồng. Còn quanh co chối tội, tội sẽ ngày càng nặng thêm. Em trăm lại ngàn lại cán bộ, tha cho em thì em mừng, chứ thật sự em thề em không biết chuyện đó mà. Thằng này thuộc loại có sạn trong đầu đây anh. Nó biết những gì mình biết. Ngoài ra nó còn ca đi ca lại bài ca, không biết gì. Nó biết mình cũng chẳng làm gì được nó khi không có bằng chứng cụ thể trong tay. Bắt nó liệu có quá sớm không anh? Chúng ta chỉ tạm giữ để điều tra thôi. Nếu nó khai ra ngay trái lựu đạn và lá thư nặc danh thì ta sẽ có chứng cứ phục vụ cho việc khởi tố bị can. Nhưng nó ngoan cố không nhận gì hết thì phải thả nó thôi. Nhưng mà ta sẽ gián tiếp hỗ trợ cho luật sư Vĩnh Kỳ trong vụ án tranh chấp khu đất này. Vì nó mà luật sư Vĩnh Kỳ đã bị hăm dọa. Rõ ràng nhìn vào biểu hiện của các sự kiện, ai lại không nghĩ rằng trái lựu đạn và lá thư nặc danh cùng với khu đất đang tranh chấp là một tác giả. Tôi thì nghi ngờ cái thằng này được chỉ đạo từ một đầu óc có nghiệp vụ, chứ không phải từ nó có kinh nghiệm. Trước kia nó là tay chân của thằng Lục Bình, kẻ đã giết anh Trần Minh. Còn bây giờ chủ nhân của nó là lão Kim Ngọc, một đại gia trong ngành thức ăn gia súc. Có phải cái lão mà hôm sinh nhật con của anh Trường, đội trưởng đội 1, đã lên sân khấu và tự xưng là anh em kết nghĩa với anh Trường không? Chính là hắn. Không biết hắn có thật sự là anh em kết nghĩa với anh Trường không? Thì tay Trường không cãi, chính là hắn rồi. Có người nói cho tôi đội 1 bây giờ không còn là đội 1 của thời Trần Minh. Dạo này anh thấy em không còn bức xúc như trước nữa. Mừng cho em đó. Không phải là em không còn bức xúc nữa, nhưng khi em không thể chuyển công tác sang đội 2 được thì em phải sống chung với lũ chứ. Thời buổi biến đổi khí hậu mà. Nhỏ này lúc này cũng biết thời sự quá ha. Không thời sự sao được anh. Trên báo á có nhiều cái hay lắm á. Mình học được nhiều thứ. Làm trinh sát như anh em mình á mà không chịu học á thì không theo kịp tình hình đâu á. Em làm gì vậy? Trả được báo đấy cho anh. Trả đây. Em vừa nói đọc báo tốt mà, học được nhiều thứ mà, sao không cho anh đọc? Anh có đọc đâu. À, anh che mặt là để khỏi ngó em đúng không? Anh sợ bị em chiếu tướng hả? Cũng may là ông trời đã cho anh lấy được bà vợ ở nhà. Chứ anh mà lấy trúng phải bà vợ như em á, chắc tan nát đời trai của anh quá. Tôi lại ông. Ông hai lúa. Chà chà. Tới rồi đó hả? Hai anh em nhà này mới sáng sớm mà lắm trò quá ta. Gì? Anh Mân. Làm gì mà nãy giờ thấy mấy Duyên chắp tay xá, thấy tội nghiệp quá vậy? Đâu có làm gì đâu. Em biết lý do tại sao rồi. Chuyện này mới nha. Không. Trời ơi đất ơi. Cái anh Nam này hễ mở miệng ra là nói tầm bậy tầm bạ. Anh nói gì mà tầm bậy tầm bạ? Nè, đầu óc của mày á toàn là nghĩ chuyện gì đâu không à. Chuyện gì là chuyện gì em không hiểu. Thì mày nói chuyện trai gái tầm bậy tầm bạ đó chứ gì.
Anh Hào thấy không? Anh nghe anh Mân nói gì không? Em hơi bất ngờ với anh đó nha. Ổng dám tưởng tượng á, em đi kết đôi ổng với người đẹp của đội mình nè, là duyên nè, đâu có được. Cái thằng Nam này, đầu óc của nó lương lẹo, móc méo dữ lắm. Thôi, em không thèm chơi với mấy anh nữa. Hết cấp đôi em từ người này đến người khác à. Ủa, sao không cấp đôi em với ông Trường luôn cho đủ đi? Hả? Chào anh. Các đồng chí ngồi đi. Dạ. Mọi người báo cáo đi. Có gì mới không? Dạ thưa anh, bên công an quận 9 vừa báo cáo đang tạm giữ tên Nguyễn Văn Tài để điều tra hành vi gây rối trật tự trị an. Gây rối như thế nào? Dạ, tên Tài cùng với đàn em đang chiếm giữ khu đất đang tranh chấp. Ba cái vụ đó thì ngày nào lại không có. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Giao địa phương giải quyết đi. Nhưng có chuyện quan trọng hơn thưa anh. Chuyện gì? Tôi đã có làm việc với anh Xuân Vinh. Anh cho biết tên Tài đã có dính dáng tới trái lựu đạn và lá thư nặc danh. Không có rõ ràng gì. Hăm dọa luật sư Vĩnh Kỳ. Hiện đội 2 đang đấu tranh để làm rõ thêm sự vụ. Vụ này họp giao ban trên sở, tôi đã nghe báo cáo. Nhưng cơ bản cũng chỉ mới dừng ở mức tình nghi thôi. Không có chứng cứ truy tố thì viện kiểm sát không phê chuẩn cho mình giam giữ tội phạm đâu. Tôi e là ông Xuân Vinh phải xếp lại hồ sơ, trả tự do cho người ta thôi. Nhưng tên Tài này từng có tiền án tiền sự mà. Chính hắn là đồng lõa trong vụ bắt cóc và anh Trần Minh và sát hại anh ấy. Hắn đã ở tù vì những hành vi đồng lõa đó. Và bây giờ hắn đang là một công dân như chúng ta, không nên phân biệt đối xử như vậy. Tôi chỉ muốn nhắc lại một kinh nghiệm mà người xưa đã đúc kết, ngựa quen đường cũ, để chúng ta rút kinh nghiệm thôi. Tốt nhất là các đồng chí nên tìm thêm chứng cứ để thuyết phục tòa án nếu muốn kết tội một kẻ nào đó. Tôi không muốn nghe những lời phỏng đoán. Giá như, có thể, nếu mà, đầy cảm tính đó nữa. Hãy nói những lời chắc chắn giống như là đinh đóng cột. Đó là đạo đức của những người chiến sĩ công an như chúng ta. Anh Tài, em thấy anh ra lại mừng rồi. Mới có mấy bữa mà anh ốm quá, em lo lắm. Anh có khỏe không? Thôi, anh em mình đi kiếm vàng đi. Kiếm gì ạ? Dạ. Anh lên xe đi. Khánh à, việc em quen luật sư Vĩnh Kỳ và yêu cầu ấy không có gì là sai trái cả về mặt đạo đức, khiến cho em phải day dứt về mặt cảm cả. Đúng ra mối quan hệ giữa em và Trần Minh trước kia mới khó xử. Anh chị đã định nói với em nhiều lần, nhưng mà sợ em buồn. Và đặc biệt anh nghĩ là Trần Minh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, nên ngày qua ngày rồi thôi. Em yêu Trần Minh là đã tự chuốc lấy bất hạnh vào thân rồi, không hề có lối thoát nào cho em hết á. Hồi đó em cũng biết vậy, nhưng có lẽ động cơ để nung nấu cho tình cảm giữa em và Trần Minh là lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh đáng thương của anh ấy. Khi anh ấy mất đi, em tưởng là mình không thể nào sống nổi. Nhưng rồi em cũng vẫn sống, vì còn có ba mẹ nên em phải chăm sóc. Và bây giờ còn có luật sư Vĩnh Kỳ nữa chứ. Bây giờ em chín chắn hơn và không thụ động trong tình cảm nữa. Nhưng về mối quan hệ của em với anh Vĩnh Kỳ thì em muốn hỏi ý kiến anh chị. Em nói đi. Em nên nói hết những vướng mắc còn tồn tại trong lòng của mình chứ. Lẽ ra ba mẹ cũng có mặt, nhưng mà bây giờ ba mẹ đã lớn tuổi rồi, nên mọi chuyện anh sẽ thay thế. Ba mẹ và anh chị lúc nào cũng lo lắng cho em và cầu mong cho em có một cuộc sống hạnh phúc bên một người chồng thật sự tử tế. Em cảm ơn anh chị.
Em chỉ muốn hỏi anh chị một điều. Nếu như em yêu anh Vĩnh Kỳ nhanh quá thì liệu điều đó có vội vàng quá không? Chị nghĩ là không. Em đã biết đến Vĩnh Kỳ từ lâu, hai người đã nhiều lần gặp mặt, gần đây lại làm việc sát cánh cùng nhau nữa, thì chuyện phát sinh tình yêu cũng là điều dễ hiểu thôi em. Thời gian không phải là thước đo độ đậm nhạt của tình yêu đâu em à. Vậy không phải thước đo thì là cái gì hả chị? Là gì hả anh? Nói cho Xuân Khánh nghe đi. Về chuyện này á thì anh cũng đang định hỏi em nè. Về mấy món này á thì anh dốt lắm. Anh đâu có nhiều kinh nghiệm đâu. Bởi vì trước sau á anh chỉ có một bà. Còn em thì sao? Em cũng chỉ có một ông này thôi à. Em dám hả? Vậy hai người cũng như không à. Nói cũng như không à. Anh em nói gì mà vui quá vậy? Mẹ. Mẹ. Chắc chơi tôi lẩm cẩm nè. Không cho tôi nghe phải không? Dạ đâu có đâu mẹ. Nãy giờ anh em tụi con á đang bàn chuyện để kiếm rể quý cho mẹ. Anh hai. Dâu Thảo thì mẹ đã có rồi. Bây giờ chỉ cần có một chàng rể hiền nữa là nhà mình sung túc và vui lắm á mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Ủa sao thiếu? Có rồi mà. Có đâu? Có hồi nào đâu mẹ. Thì cái thằng luật sư kỳ kỳ gì đó. Ý mẹ nói là luật sư Vĩnh Kỳ á hả? Tên đầy đủ của anh ta là Trần Vĩnh Kỳ. Mẹ nhớ rồi. Vĩnh Kỳ, ba mày duyệt rồi mà. Nó làm cùng nghề tư pháp với ba đúng không? Dạ. Dạ. Ba. Ba. Mấy đứa làm gì mà ồn ào quá. Ba ngủ không được. Ba, anh Xuân Vinh á với chị Yến á, mày đặt cả chồng cho con á ba. Có tôi nữa đó ông. Còn bà nữa. Bà đúng là ham vui. Tại sao bà ra đây mà không kêu tôi? Để tôi nằm một mình chèo queo trỏng vậy. Mẹ con tôi á tính gả Xuân Khánh cho đại quý Sâm. Ông thấy thì sao? Chẳng sao gì. Tôi chỉ có một thằng rể thôi. Nhưng mà là ai? Tôi đã nói rồi, rể tôi là luật sư. Còn tên gì á bà hỏi Xuân Khánh á. Má này. Được rồi. Mày giấu hiểu em hả? Thôi ăn lê đi mấy con. Ăn lê đi cho mát. Nhìn gì? Ăn đi cô nương. Khỏe là thần tài. Đàn em của lão Kim Ngọc bị công an bắt. Dạ, chào hai chú. Nhưng không khỏe là mấy ngày sau á nó được công an thả ra. Ai cũng nói lão Kim Ngọc á có ô dù bên trong, cho nên mới được như vậy. Hai chú lên đây chắc có chuyện gì hả? Thằng Tài nó về á, thú thật, tôi lo lắng quá. Đúng rồi. Nó đi khoe khoang khắp nơi, nó thách đố ai dám đụng tới nó. Nó thấy người đó nó sẽ trị tới cùng luôn. Thành ra tôi hoang mang quá, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hai chú cứ yên tâm, họ làm gì là chuyện của họ. Việc Tài được thả ra có thể là do bên điều tra chưa đủ chứng cớ để truy tố hắn. Nhưng việc Tài bị tạm giữ, đó là lời cảnh báo cho bọn họ. Chắc chắn chúng sẽ không dám coi trời bằng vung như trước đâu. Nhưng sao tòa lâu xử vụ đất đai của tụi tôi quá hang? Hay là họ quên tuốt luốt rồi? Người ta nói lâu vậy á, coi chừng hồ sơ của mình á bị lạc mất á nha. Hai chú cứ yên tâm đi. Hôm qua cháu có liên lạc với chỗ bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Họ cho biết vụ này sắp xử rồi. Dạ. Dạ. Cũng có thể sớm nhất là tuần sau. Hai chú chuẩn bị ra hầu tòa nha. Dạ, tôi chờ đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ thế gian này cũng có công lý chứ. Dạ. Tôi cũng nghĩ vậy. Dạ. Tôi tin chắc vào thắng lợi của lẽ phải. Dạ. Dạ, vậy tụi tôi về nha. Dạ. Dạ, gặp luật sư xong dạ. Là tụi tôi thấy yên tâm mà. Không có lo lắng gì nữa hết á. Dạ. Dạ, thôi tôi dạ, về. Dạ, hai chú về. Dạ, hai chú về mình giỏi nha. Chào cô Nhung. Nhung. Dạ, hai chú em về. Em tiễn hai chú về. Ủa, anh nghĩ gì vậy? Em liên lạc với bên tòa để theo dõi lịch sử án, xem họ có thông báo hay thay đổi gì không em. Dạ, em sẽ liên lạc ngay. Thôi, anh đi công việc, có gì gọi điện cho anh nghe. Lỡ ngoài vùng phủ sóng thì sao? Thì đó là lỗi của nhà mạng, đâu phải lỗi của anh. Cô bé hài lòng chưa? Anh cứ gọi em là bé bé hoài à.
Em không thích ai gọi em vậy đâu. Nhưng mà anh thích gọi thì sao? Đổ gọi là mất đẹp nha cô bé. Thôi anh đi nghe. Ừ. Người ta nói anh thông minh, mà em thấy anh có thông minh tí nào đâu trời. Chẳng biết người ta muốn gì. Ai sao giống Xuân Khánh quá vậy? Xuân Khánh, Xuân Khánh. Xin lỗi Xuân Khánh, tại sao mình lại nhớ Xuân Khánh tới như vậy? Alo, chào anh. Xuân Khánh có rảnh không? Có việc gì không anh? Anh muốn gặp Xuân Khánh ngay bây giờ. Ngay bây giờ hả? Được. Nhưng mà ở đâu anh? Anh sẽ nhắn tin địa điểm để em đến đó. Nghe em. Dạ. Ủa, Xuân Khánh đang làm gì vậy kìa? Nè, dạ. Xuân Khánh. Chị ba. Đang nghĩ tới anh chàng nào phải không? Đâu có đâu chị. Anh chàng nào đâu ạ? Em đang nghĩ đến vụ án đó chứ. Chà, nghĩ tới vụ án mà mặt mũi đỏ bừng như vậy kìa. Đâu có đâu chị. Phủi sao được mà phủi. Nè, tình yêu nó ở trong lòng mà ra, chứ có phải son phấn ở bên ngoài đâu mà phủi. Em đã bị chị bắt quả tang rồi nha. Đúng là không thể nào qua mắt được chị. Chị thật là lợi hại đó nha. Có tín hiệu trái tim rồi phải không? Nhưng tình yêu là ánh sáng trong đôi mắt anh. Em vẫn tin trong anh. Anh tặng em nè. Một tình yêu thuộc về quá khứ. Dễ thương quá. Em vẫn tìm trong em, trong bóng hình hôm qua của những tháng ngày phôi pha. Tìm lại chính em. Tìm lại chính em. Tìm lại giấc mơ ấm em thua nào. Vòng tay e ấp mong chờ. Anh hái quà này ở dưới sông hả? Tình yêu. Khi đến đây thì anh mới sực nhớ, lẽ ra anh phải có một đóa hoa hồng mới phải. Nhưng mà anh không thể chạy ngược xe về nội thành, cho nên anh thấy hoa lục bình là lựa chọn cuối cùng của anh. Còn lại được gì cho nhau hỡi anh? Thôi thì cay đắng chót đau mang kiếp người. Đôi mắt ân tình ngày xưa vọng về từ xa. Sao em không nghe điện thoại đi? Sao em không nghe máy? Dạ, cậu Kiếm ai? Có cô Nguyệt ở nhà không? Cô Nguyệt cũng có ở nhà, nhưng mà
cậu kiếm cổ có chuyện gì không? Tôi là người của công ty, cần gặp Nguyệt có chút việc đó mà. Dạ, mời cậu vô nhà. Cảm ơn. Dạ, mời cậu. Mời cậu ngồi. À, cảm ơn. Cậu ngồi đi. Dạ, mời cậu uống nước. À, được. Cậu ngồi uống nước nha, để tôi lên kêu cô Nguyệt. Ừ. Dạ, có người tìm cô. Ai vậy? Họ nói là người của công ty cô. Được rồi, tôi xuống liền. Dạ. Là anh hả? Anh còn đến đây làm gì nữa? Em quên là em còn nợ anh một cuộc hẹn à? Hẹn hò gì nữa hả cậu Quân? Cậu với con tôi đoạn tình đoạn nghĩa rồi. Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Căn nhà đẹp quá. Thằng đại gia đó mua cho em phải không? Không mắc mớ gì tới cậu. Má, thôi đi. Em đẹp lắm. Hèn chi thằng đại gia đó mê em là phải. Anh thấy hắn mới chạy xe ra khỏi nhà. Em hạnh phúc quá. Hèn chi anh đợi hoài mà không thấy em điện thoại cho anh như đã hẹn. Con hứa gọi điện thoại cho thằng quỷ này hả? Tại sao con lại làm như vậy? Nó đã phá hoại đời con. Con quên rồi sao? Má à, tao không có má con gì với mày. Nhưng một giờ cũng là chồng, một đời cũng là chồng. Con đã là chồng của Nguyệt, tức là rể của má. Chẳng lẽ bây giờ má có thằng rể giàu có, má phụ rẫy thằng rể này sao? Mày im đi, mày ra khỏi nhà tao ngay. Con sẽ đi, nhưng má phải để cho con giải quyết chuyện riêng với vợ con đã. Nó không phải là vợ mày. Đồ lừa đảo. Má, má vô trong nghỉ đi. Con biết phải làm gì mà. Nhưng con không được để cho thằng khốn nó lấn tới. Có gì mà con phải sợ đó chứ. Con bây giờ đã có chú Công rồi mà. Con biết rồi, má cứ vô trong đi. Ồn ào như vậy hàng xóm người ta nghe được không có hay đâu. Nha má. Có vậy chứ. Anh tưởng em như bà già lũ đạn của em. Căn nhà này giá chót của 5 tỷ đó nha. Em đúng là người phụ nữ đảm đang tháo giác. Không một đồng xu dính túi. Mà ngó qua ngó lại, bây giờ có nhà cao cửa rộng như thế này. Nè, sao không nói hắn sắm cho chiếc xế hộp cỡ chiếc Toyota Camry 2.4 hoặc là chiếc Honda Civic. Khoảng chừng 50 ngàn đổ lại thôi. Đi cho an toàn giao thông, lại khỏe tấm thân, sang cuộc đời. Anh nói xong chưa? Tôi còn phải đi làm. Không ngồi nán lại với anh một chút xíu được sao? Dễ gì anh gặp được em. Anh nhớ em quá mà. Phải chi ngày trước anh đừng trẻ lòng non dạ, ham chơi, thì bây giờ đâu có khổ sở như thế này mà nhìn vợ mình đi với người khác. Bây giờ tóm lại anh muốn gì? Anh muốn em
cho anh một cuộc hẹn cuối cùng. Thế nào? Hay là để anh gặp thằng đại gia chồng mới của em, nhậu lai rai dài chai, rồi kể lại cho hắn nghe chuyện tình lãng mạn của hai đứa mình. Được rồi, 7 giờ tối chủ nhật này hẹn gặp anh ở vũ trường. Có vậy chứ, chúng ta sẽ yêu nhau như ngày đầu. Anh sẽ mang lại cho em nhiều bất ngờ tuyệt vời. Anh sẽ thưởng thức em. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Anh là con quỷ hút máu người đeo bám đời tôi, đồ khốn nạn. Anh sẽ đi ngay, anh đi ngay bây giờ. Con, bây giờ tính sao đây con? Má, con khổ quá má ơi. Con, má biết mà. Thấy con tới chơi, hai bác mừng quá chừng. Tội nghiệp Xuân Khánh, nó ít bạn lắm, chỉ có vài đứa à, mà đứa nào cũng bận rộn gia đình. Lúc mới quen con á, hai bác mừng mà cả nhà cũng được vui lắm á. Con đẹp mà dễ thương quá, có nơi nào chưa vậy con? Dạ. Chị Yến, em nói thiệt nha, chị mà có ông chồng như anh Xuân Vinh á hả là trúng số rồi đó. Đàn ông bây giờ hả chán ngắt à, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, suốt ngày ăn nhậu chơi bời hưởng thụ không à. Chắc là tại con tiếp xúc nhiều với đám công tử bột con nhà giàu, ý lại cha mẹ nên mới như vậy, chứ còn thời nào thì cũng như vậy. Để tìm được một người cho mình ngưỡng mộ thì khó lắm đó. Mẹ uống nước đi. Khó còn hơn mò kim đáy biển nữa đó, phải không bà? Ông này. Xuân Khánh làm gì trên đó mà lâu vậy ta? Mẹ, mẹ quên coi thử nha. Cái cô bé này á, hồi đó đâu có ăn diện vậy. Từ ngày quen Ngọc Lan cứ đâm ra, đâm ra hư phải không anh Xuân Vinh? Em nói thiệt nha, Xuân Khánh mà không làm công an á hả là có nơi rước liền á. Rước làm gì hả con? Dạ, làm người mẫu thời trang, người mẫu quảng cáo đó hai bác. Ủa dạ con. Làm gì lâu vậy em? Ngọc Lan đang chờ ở dưới kìa. Chị Yến, chị lại đây. Chị Yến, chị thấy em mặc bộ này có được không? Xây cái coi nè. Bộ này á là do Ngọc Lan thiết kế đó. Đẹp quá trời luôn nha. Kiểu này á chị phải học theo em mới được. Phải tân trang mình. Chứ không thôi hả, anh Vinh anh ngó ngang ngó dọc á. Chị thấy làm sao? Được phải không? Được quá rồi còn gì. Trên cả tuyệt vời luôn á. Thôi, ra cho mọi người ngắm chút đi. Thôi, chị làm em mắc cỡ quá. Thôi, chị ra trước đi. Chúng em ra sau nha. Rồi, dạ. Lẹ lên nha em. Cả nhà mình chuẩn bị nhìn nha. Wow. Ai vậy ta? Con chào ba mẹ, chào anh chị. Nhỏ này hả? Khỏi chào. Nè, nhìn kỹ coi có phải là Trung Quý Xuân Khánh không vậy ta? Kỳ lắm hả? Vậy thôi, lên thay bộ khác nha. Nè, thôi, không cần phải thay. Em mặc vậy là đẹp lắm rồi. Anh, em thích bộ váy của Xuân Khánh đang mặc lắm á. Anh cứ bắt em mặc quần tây hoài à. Anh nói vợ nghe nè, cái vấn đề mà ăn mặc á là phải tùy dáng tùy người, người ta mới mặc chứ. Xuân Khánh á mặc váy thì đẹp rồi đó, nhưng mà cái bộ này á đưa lên người vợ á thì thấy gớm à. Anh này, chọc em hoài à. Mẹ.
Vậy thôi, con xin phép hai bác, xin phép anh chị. Giờ con với Xuân Khánh đi chơi nha. Dạ. Nhưng đừng có về khuya quá nha con. Dạ. Con gái mà đi ngoài đường buổi tối không ổn đâu đó. Dạ. Bác đừng có lo. Con và Xuân Khánh á hả, đứa nào cũng có giỏ hết. Ai mà lộn xộn á hả, sẽ ăn một cái đấm của tụi con liền đó bác. Trời. Nè bà, con gái gì mà nói chuyện ra là đấm đá vậy bà? Thôi mà, Ngọc Lan nói giỡn mà. Dạ, xin phép ba mẹ con với Ngọc Lan đi ạ. Dạ. Thôi đi đi con, em đi đi. Dạ, con xin phép đi. Ừ, con đi. Em đi nhanh chị. Dễ thương quá ông ha. Dễ thương thiệt. Nè, đừng có nhìn một cách thèm thuồng lộ liễu như vậy. Ngày mai á, anh sẽ dắt vợ tới một cái shop thời trang thật là cao cấp cho vợ thỏa sức mua luôn. À, anh hứa rồi đó nha. Nhớ nha con. Love and devotion, baby, love and devotion. You are the sunshine of my anh. Em mời anh uống trà. Ông chủ đâu? Trong phòng khách á. Ừ. Dạ, em mời anh. Dạ, ông chủ. Có chuyện gì không? Dạ, ông chủ đang dùng trà. Dạ. Dạ, ông chủ. Hai thằng nông dân nó thắng kiện cái vụ đất. Coi như anh em mình đi đất rồi. Luật sư Vĩnh Kỳ, tao thề không đội trời chung với mày. Dạ, ông chủ. Ông chủ có muốn em xử nó không? Gọn, em làm gọn lắm. Cũng mày, đưa ra trái lựu đạn và thư lệnh danh. Nhưng có ăn thua gì đâu. Và nếu không có bàn tay của ông Trường can thiệp thì điệt hết cả đám rồi. Dạ, em xin lỗi ông chủ. Bây giờ làm ăn khó khăn, không phải có tiền là mua tiền cũng được. Chỉ mua được tiền nâu thôi. Dẹp vụ này đi, coi như là xui. Làm ăn vẫn chưa gặp thời. Dạ, còn cái vụ hàng của thằng A Chảy nó chào hàng mình, ông chủ tính sao hả ông chủ? Không chơi với tụi nó vì không an toàn. Tao mới có phe mới rồi. Dạ. Mày cũng từng lái ghe tàu phải không? Dạ,
Cái gì em lái cũng được, xe, tàu, ghe, máy, chỉ có máy bay là em lái không được. Dạ. Được. Sẽ có chuyện cho mày làm đó. Ờ, chuyện gì ông chủ? Chuyện lớn. Nhưng phải coi chừng cái lưỡi của mày. Đã theo nghề này thì phải biết im lặng. Biết chưa? Dạ, em hiểu rồi. Thiên nhiên đẹp quá anh ha. Ước mơ của em á là được hàng tuần hoặc là hai tuần một lần đi về vùng quê thư giãn. Công việc và áp lực của đời sống thành thị khiến đầu óc mình lúc nào cũng căng thẳng. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà, có gì to tát đâu. Anh sẽ tình nguyện đưa em đi mỗi tuần một lần, chịu không? Chịu, nhưng không được hôn. À, không cho hôn cũng hôn. Nguyệt. Nguyệt. Hả? Sao mấy bữa nay tôi thấy bà buồn hiu vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có gì đâu, chẳng qua là hơi nhức đầu chút thôi mà. Thôi, giấu ai chứ không giấu được tôi đâu. Chắc chắn là phải có chuyện gì rồi. Dính rồi phải không? Dính gì? Giả nai hoài à. Cả công ty này ai cũng đồn xăm xì chuyện giữa bà với ông Công, có hay không? Tại sao tôi phải trả lời chứ? Bọn bà Tám đó suốt ngày ăn ở không, chuyên moi móc chuyện đời tư của người ta. Vậy Nguyệt có muốn cải chính không? Mình tạo cơ hội cho Nguyệt nha. Không, ai muốn nghĩ gì thì kệ người ta. Vậy thôi. Nè, sáng thứ bảy công đoàn mình tổ chức cho công nhân viên đi nghỉ ở Vũng Tàu, chiều chủ nhật về. Nguyệt có muốn đi không? Mình đăng ký luôn cho. Bữa nay thứ mấy rồi? Thứ năm. Vậy là còn hai ngày nữa. Thì đúng rồi, hai ngày nữa là tới chủ nhật, chiều chủ nhật về. Đi nha. Nha Nguyệt. Mình có gì một chút, mình đi ra ngoài. Con nhỏ này, suốt ngày cứ như người cõi trên á. Anh Công ơi, em sẽ nói hết tất cả sự thật của em cho anh nghe. Rồi anh muốn xử em sao thì xử. Em không chịu đựng nổi nữa. Tại sao con quỷ đó nó không chết đi cho rồi? Sao mà nó cứ bám theo đời em như vậy? Ủa Nguyệt, em tìm chú Công hả? Ông không có đây đâu, ông đi đâu nãy giờ rồi? Ờ, cảm ơn anh. Không có gì.
Con chào mẹ. Chào con. Con chào bà ngoại. Ừ, cháu trường ngoan quá. Vô đi con. Ba khỏe không mẹ? Lúc khỏe lúc mệt. Người già mà con. Thôi bây giờ con vô nhà đi, ba con ở trọng á. Sáng nào cũng phải có một cử trà, mà phải là trà Thái Nguyên á, ba con mới chịu. Thói quen của ba con lúc còn làm việc đó mà. Biết vậy nên con nhờ bạn con đi công tác ở Hà Nội mua về một cân trà loại cao cấp để ba dùng. Ôi trời ơi, ổng mà nghe nói có trà cao cấp thế nào cũng bắt mẹ phải pha cho một ấm mới được. Ủa, con chim gì vậy ba? Sao con phá bà hoài vậy? Để bà yên chứ. Hỏi hoài, không chán sao? Thôi con vô nhà gặp ba con chút đi. Gặp con chắc là ba con mừng lắm á. Để mẹ ở đây chơi với bé Trọng được rồi. Con vào đi nha. Dạ con biết rồi, con vô nha mẹ. Nè, đừng có quậy bà nghe chưa? Nói nhiều bà mệt đó. Dạ con nghe rồi mẹ. Ngoan. Đó, bà vẫn còn đi vô coi chim nè. Ủa nó tên gì vậy bà? Nó là con cưỡng đó con. À con cưỡng. Tội nghiệp cháu tôi quá. Mới từng tuổi này đã phải mồ côi cha rồi. Ủa bà nói mồ côi cha là sao vậy bà? Nghĩa là ba con chết rồi đó. Đâu có. Ba con đâu có chết đâu. Ba con chỉ đi công tác xa thôi. Mẹ con nói vậy đó. Giấu còn chi không biết nữa. Sớm muộn gì cũng biết à. Ủa giấu gì hả bà? À, thì giấu chuyện ba con chết đó mà. Con chào ông ngoại. Lại đây con. Cháu thù lớn quá. Sao mẹ nói với con ba đi công tác xa trong khi ba lại chết? Con nói như vậy hả? Dạ. Sao con dạy con nít nói điều không trung thực vậy con? Con biết, nhưng bé Trọng còn nhỏ quá. Con sợ nó chịu không nổi khi biết sự thật. Ba, ba. Đến đi con. Ba. Đến đi con, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Thôi mà đến đi ông thương. Duyên nè. Dạ. Có tâm sự gì hay sao? Sao mà mặt mũi đăm chiêu quá vậy? Dạ đâu có gì đâu anh. Chứ không phải em nghĩ tới chuyện xin chuyển công tác qua đội 2 sao? Chuyện đó xưa rồi. Bây giờ có cho tiền nha, em cũng nhất quyết không có chuyển đâu. Chuyện này lạ à nha. Sao em hay sớm nắng chiều mưa vậy? Lúc á thì nằng nặc khóc lóc đòi chuyển, bây giờ cho tiền cũng không đi. Lạ thiệt. Bởi vì còn một số nghi vấn mà khi em ở đội 1 em mới tìm ra câu trả lời được. Ủa nghi vấn gì? Em nói nghe được không? Anh á thì em nói, còn anh Hào với anh Nam á thì em không nói đâu. Tại sao? Hai anh đó bây giờ là người của anh Trường rồi. Mà anh Trường anh khéo lắm nha. Anh biết lôi ai vào và gạt ai ra luôn á. Em nói vậy nghĩa là anh em mình đã bị gạt ra hả? Ừ. Coi chừng cảm tính dễ gây chia rẽ nội bộ lắm nha em. Ừ. Em không có cảm tính đâu. Em nghi ngờ là có cơ sở mà. Ủa cô Nguyệt, cô đi đâu xuống dưới này? Tôi tìm chú Công. Anh có thấy ổng đâu không? Ờ, nhưng mà khu này cô đâu được xuống. Ủa, tại sao? Anh biết chỗ ổng đúng không? Chị tôi đi đang có chuyện gấp lắm. Trời ơi, nhanh lên. Tôi thấy ổng ở dưới á, cô đi xuống đi. Ờ, được rồi, cảm ơn anh nha.
đi đâu vậy ta? Cô kia, đứng lại. Cô xuống đây làm gì? Tôi là nhân viên của trung tâm. Nhưng ai cho phép cô đi xuống khu vực này? Tôi đi tìm chú Công, quản lý của trung tâm Đông Châu. Thôi cô về đi, chú Công không có xuống đây. Ủa, sao hồi nãy tôi gặp anh kia, anh nói là anh Công có xuống đây mà. Có xuống, nhưng mà ông đi về rồi. Thôi thôi cô về đi. Anh đừng có nói xạo với tôi nha, tôi đang cần gặp chú Công có chuyện gấp lắm đó. Tôi nói lại là ông đi về rồi. Tôi không có tin, chú Công đang ở trong đó phải không? Anh tránh ra để tôi đi, tôi đang cần gặp ông mà. Đây là vùng cấm. Cái gì không vậy? Phận sự cấm vào. Trời ơi. Cô là nhân viên của Đông Châu thì cô phải chấp hành nội quy. Bây giờ tôi không có cần biết là nội quy hay là chấp hành gì hết á. Anh tránh ra đi, tôi là người nhà của chú Công. Tránh ra. Thôi bây giờ cô về nhà mà tôi cái đi. Về đi. Trời về đi. Ơi, mấy người làm cái gì vậy? Buông ra coi. Dừng lại đây. Dạ. Dạ thưa chú. Xin lỗi cô ấy ngay. Dạ nhưng mà chú, cô này cổ. Xin lỗi ngay. Hay là muốn tao đuổi việc mày hả? Hả? Xin lỗi cô. Đi làm việc của mình đi. Đi. Dạ. Anh hết giờ làm việc rồi, sao em không về nhà mà xuống đây chi vậy? Em có chuyện. Chuyện gì? Có chuyện gì phải không? Nói đi. Có chuyện gì? Dạ không có. Không có chuyện gì đâu. Tại vì em nhớ anh quá cho nên xuống đây tìm anh thôi. Thiệt không đó? Thôi có chuyện gì về nhà mình tính ha. Thôi mình đi. Từ từ đã. Ủa mà anh làm gì dưới này vậy? Văn phòng của anh ở trên kia mà. Từ đó tới giờ em đâu có nghe anh nói khu vực này là cái gì đâu. Ở đây là cái gì vậy anh? Đây là nhà kho thôi mà. Thôi mình đi em đi. Của anh đã. Nhà kho gì vậy? Thì nhà kho đựng ba thứ đồ lặt vặt của trung tâm thôi mà. Thôi mình đi. Từ từ đã. Có thiệt là nhà kho không đó? Thiệt chứ sao không thiệt. Hay là anh nhốt con nhỏ nào dưới này để hú hí với nó phải không? Có là chết với em đó nghe. Coi kìa, anh chỉ có mỗi mình em thôi. Nhưng mà em kiếm anh có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Không có gì đâu, chỉ là em nhớ anh thôi mà. Muốn anh chở em về nhà. Anh rất là diễm phúc nên mới có được em. Thôi mình đi ha. Đi. Đây chính là khu nhà kho của trung tâm giải trí Đông Châu. Đêm đó em bị lạc đường, sắp tới khu này thì bị bọn bảo vệ giữ lại, không cho đi tiếp nữa. Chắc là phải có cái gì mờ ám ở trong đó, nó mới không cho mình vô. Đúng rồi, quá rõ luôn. Lúc đó ông Công ra lệnh tụi nó thả em ra. Nhưng mà tại sao ông Công lại có mặt ở đó chứ? Trong vai trò của người quản lý trung tâm, có thể ông ta đi tuần tra an ninh. Anh nghĩ là vậy. Ông ta đang dự sinh nhật con trai của ông Trường mà. Có thể khi phát hiện em không còn ở bàn tiệc nữa, linh tính báo cho ông ta về một điểm xấu sắp xảy ra. Tại sao sự vắng mặt của em lại là điểm xấu với ông ta? Chỉ trừ phi ông ta làm điều phi pháp mờ ám nên mới sợ công an thôi. Những nghi ngờ của em hoàn toàn có căn cứ. Em nhìn kìa, hình như họ đang bốc dỡ hàng hóa gì thì phải. Bọn họ đang dỡ hàng. Hàng gì ta? Xa quá, em không nhìn thấy gì hết. Phải chi có cái ông nhầm ở đây thì hay quá. Đi đi, ở đây không cho câu cá. Đi đi, đi chỗ khác à. Hình như tụi nó phát hiện ra mình rồi. Thôi mình đi. Đi, ở đây không cho câu cá. Nghe rồi, đi liền. Đi ông, ngó gì mà ngó. Đi.
Đi đi. Lại lên mày. Anh à, bữa nay như vậy là cũng đủ rồi á. Em sẽ trở lại lần nữa để xác minh cho rõ, để xem bên trong cái thùng đó là cái gì. Em đi một mình hả? Lỡ bị tụi nó bắt như bữa trước thì sao? Tàn đời em luôn á. Em ngu sao đi một mình? Em đi với thằng Hào và thằng Nam hả? Ngu sao đi với anh Hào Nam làm cái gì? Vậy em muốn đi với ai? Em đi với anh, được không? Tự nhiên em làm anh xúc động quá. Anh nha, lúc này bắt đầu quỷ ma lắm rồi đó. Anh nói chứ anh có làm gì đâu. Anh này muốn chết luôn à. Đợi tới khi anh làm á, chắc tàn đời con người ta rồi quá. Anh chịu thua miệng lưỡi của em luôn rồi đó. Hèn chi cái tụi con trai không đứa nào dám sáp với em là phải rồi. Vậy thì duyên này càng lại mừng chứ sao. Trời ơi, sao lại mừng? Thì tới lúc đó không ai quấy rối em hết, khỏe. Bỏ tại em luôn á. Thôi mình về nha. Thôi mình về. Con biết không? Bác Chu Thiên á, tâm lý hết biết. Ổng hợp đồng với công ty du lịch tổ chức hẳn một tour hành hương về đất Phật cho những ai có nhu cầu. Ba má cũng muốn đi từ lâu nhưng chưa có cơ hội, nay có dịp là đi liền. Tốt lắm con à. Sau này nếu có điều kiện con cũng nên đi một chuyến cho tâm hồn nó thanh thản nha con. Dạ, con cũng có biết tour hành hương này, bạn bè cũng nhiều người rủ đi, thậm chí là họ bao luôn vé máy bay ăn và ở. Nhưng mà má thấy đó, công việc của con cứ liên tục, mà việc nào cũng hệ trọng hết. Chẳng qua là con chưa có duyên thôi. Má có mua tặng cho con một tượng Phật nè. Má mua ở ngay nơi đất thánh á. Con đem về nhà đi, rồi tìm chỗ nào trang nghiêm trong nhà mà thờ nha con. Dạ, con cảm ơn má. Con à, ba tặng con chiếc vòng này để tiêu trừ mọi tà khí hắc ám. Nhiều người đeo vào thấy hiệu quả nên ba cũng học theo. Dạ, con cảm ơn ba. Ủa, sao con không đeo vô luôn đi con? Dạ, con sẽ đeo. À, dạ, sẵn hôm nay đến thăm ba má đi hành hương về, con có hẹn bạn gái của con đến đây ra mắt ba má. Ba má đã coi Ngọc Lan như là người nhà rồi, con bày vẽ làm chi cho khách sáo vậy? Dạ, thưa ba má, không phải là Ngọc Lan. Con nói sao? Sao không phải là Ngọc Lan? Chuyện này dài lắm, con sẽ thưa ba má sao? Nhưng mà ba má không muốn. Bị con áp đặt ba má vào chuyện đó rồi. Con đã biết rằng ba má với bác Chu Thiên đã kết giao với nhau giữa con và Ngọc Lan rồi mà. Hơn nữa, Ngọc Lan nó là người ơn của gia đình mình. Con biết. Nhưng mà giữa con và Ngọc Lan không phải là tình yêu, mà chỉ là tình bạn thôi hả? Cô ấy tới rồi. Con xin ba má hãy vì con mà thương yêu cô ấy như vậy. Cuộc hành hương về đất Phật luôn mang lại cho con người ta hạnh phúc và khoan dung. Dạ. Sao anh không nghe máy kìa? Chẳng lẽ đang chạy xe ngoài đường? Hẹn người ta đến mà bắt người ta đứng chờ như vậy. Anh không dám để cho Trung Quý chờ lâu đâu. Em vào đi, để anh dắt xe cho. Ba má anh bữa nay mới đi hành hương về, không được khỏe, có gì em đừng để ý nghe. Dạ.
Dạ, cháu chào hai bác ạ. Chào cô. Đây là ba má anh. Còn đây là Xuân Khánh, bạn gái con. Dạ. Cô ngồi đi. Dạ, con cảm ơn bác. Cô đang làm nghề gì? Dạ, cháu làm ở công an thành phố ạ. Công an? Vậy công an có đi bắt người ta không vậy? Dạ không má. Xuân Khánh là bác sĩ pháp y đó má. Dạ. Bác sĩ, sao con làm ngoài kiếm tiền mà vô công an làm gì? Thì công an cũng có nhiều cái hay lắm đó ba. Như bên ngành luật của con vậy. Nói thật là cô đừng buồn nha. Chúng tôi là dân làm ăn, ngại công an lắm. Dạ, nhưng nhà mình làm ăn chính đáng thì đâu có gì đâu mà ngại bác. Thôi, mình nói chuyện khác đi ba má. À, nhân dịp ba má mới đi hành hương đất Phật về, tụi con mời ba má bữa cơm chay. Họ mới mở một cửa hàng cơm chay rất hấp dẫn. Ba má đi ngang. Con hỏi ba con đi. Ba con có đi không á thì ba đi. Chứ nói thiệt nha, má mệt lắm, má đi không được đâu. Dạ, bác có bị cao huyết áp không? Hay là bác để cho con xem thử? Thôi, tôi cảm ơn cô đó. Em mệt, của anh khỏe sao? Anh cũng đang mệt đi nè. Thiệt tình nha, tôi hết tin lời người ta đồn thổi rồi đó ông. Đồn thổi chuyện gì? Thì họ nói mỗi lần mình đi hành hương đất Phật về, mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Nhưng mà điều may mắn đâu tôi không thấy. Tôi thấy toàn là chuyện gì đâu không à. Dạ thôi, tụi con đến đây thăm ba má. Chúc ba má sức khỏe. Bây giờ tụi con xin phép đi. Dạ. Dạ, chào ba má, tụi con đi. Dạ, con chào hai bác. Dạ. Vĩnh Kỳ. Dạ. Con đeo cái vòng này vô tay đi. Dạ thôi, con không đeo đâu. Má đeo đi cho má được may mắn. Thật ra hai chiếc vòng bồ đề này là má mua tặng cho ba và con đó. Má mua cái cặp này là do một thầy tu Ấn Độ làm, chứ không phải là má mua hàng chợ bày bán ở ngoài lề đường đâu. Tại vì má muốn ba và con đeo để được hưởng ân sủng của Đức Phật. Dạ. Con đi đây. Vậy là sao ông? Ông đã biết chuyện này rồi mà tại sao ông không nói cho tôi biết sớm vậy? Còn với cái, cứ đặt mình vào chuyện đó rồi. Nói thiệt nha, tôi không có chấp nhận đâu. Tôi chỉ biết một mình Ngọc Lan thôi. Em thấy anh giới thiệu em với ba má anh quá sớm. Có vẻ như họ chưa được chuẩn bị tinh thần gì hết. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng, vô cảm. Em hiểu rằng em không có chỗ trong suy nghĩ của họ. Lúc nãy, nếu không vì yêu anh thì em đã bỏ ra về rồi. Em quá sốc. Lòng tự trọng của em đã bị tổn thương. Đúng là lỗi của anh. Anh quá vụng về. Anh tưởng rằng ba má mới đi hành hương về thì tâm trạng đang cởi mở, phấn chấn. Giới thiệu em là phù hợp nhất. Nhưng mà anh đã sai lầm. Anh thành thật xin lỗi em. Thôi, bỏ qua đi. Cái chính là sau vụ này em muốn biết thái độ của anh đối với em như thế nào thôi. Anh biết ba má anh
có vấn đề riêng của họ trong vụ này. Rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi em à. Anh yêu em, và điều đó không thể nào thay đổi được. Ừ. Tình yêu của chúng ta đã là định mệnh rồi em à. Chào xin con. Lỗi ông bà tìm ai ạ? Tôi muốn gặp cô Ngọc Lan. Dạ xin mời ông bà. Mình vô đi em. Sáng nào cô Lan cũng bơi nửa tiếng rồi mới đi làm ạ. Dạ cô Lan mời ông bà uống trà cúc ạ. Được rồi, được rồi. Cảm ơn cô. Dạ con xin phép. Uống trà đi em. Thơm quá. Đúng là trà cúc chính hiệu. Ông thấy không? Đâu có ai được như Ngọc Lan đâu. Vậy mà không hiểu sao thằng Vĩnh Kỳ con em mình à, nó... Cứ bình tĩnh đi. Để gặp Ngọc Lan có tình hình sao đã. Cháu chào hai bác. Hai bác có chuyện gì hệ trọng mà gặp cháu sớm vậy? Cháu xin lỗi để hai bác phải chờ. Tại vì cháu có thói quen phải bơi nửa tiếng buổi sáng để cho nó khỏe người. Vậy là tốt. Tuổi trẻ bây giờ á, thức khuya dậy trễ, lấy đêm làm ngày, chỉ hại sức khỏe thôi. Hai bác uống trà cúc này thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không ạ? Hai bác vừa uống xong. Thật không ngờ cháu tinh tế và tình cảm quá. Nhớ luôn thức uống ưa thích của ông bà già này nữa. Cháu à. Dạ. Cháu có biết là Vĩnh Kỳ nó có bạn gái hay không vậy? Bác gái cẩn thận vậy mà. Chứ Vĩnh Kỳ nó có thì giờ đâu. Lúc nào có túi bụi công việc. Bác trai nói cũng phải á. Lần nào á hả, cháu điện thoại cho anh Vĩnh Kỳ, anh cũng nói là anh bận công việc hết trơn à. Cháu à, cháu cũng nên ghé mắt để ý Vĩnh Kỳ một chút nha. Tại vì bác chỉ sợ con nhỏ nào mê hoặc nó. Vĩnh Kỳ nó ít giao thiệp với bên ngoài nên dễ bị tác động lắm. Hai bác yên tâm đi. Cháu hả, cháu mê hoặc ảnh hoài mà có bao giờ anh bị tác động đâu. Để tôi hỏi thử Ngọc Lan có biết nhỏ đó không nha. Thôi đi, hỏi làm gì. Ngọc Lan đã nói vậy rồi. Em thiệt. Hai bác có chuyện gì hả? Cháu có giúp được gì không? À, không, không có chuyện gì đâu cháu. À, sẵn đây hai bác có đi hành hương ở đất Phật. Hai bác tặng cháu một lá bồ đề, nơi Đức Phật thành đạo, và một bức tượng Đức Phật do các nghệ nhân Nepal ở Ấn Độ làm ra, nơi đất thánh. Cháu hãy giữ nó trong nhà để được phúc lành. Dạ, quà quý quá à. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm. Vậy thôi à, hai bác về để cháu còn đi làm. Cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm. Hai bác về ạ. À. Nè, cháu nhớ để ý Vĩnh Kỳ nha. Nó dễ bị lạc lòng lắm đó. Dạ. Em à. Thôi, dạ, hai bác về nha. Đức Phật ơi, con chỉ xin Đức Phật một điều duy nhất thôi. Một điều là
rồi con sẽ nói riêng cho Đức Phật nghe thôi. Alo, Ngọc Lan, có chuyện gì không em? Anh đang làm gì đó? À, anh đang làm việc. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 7 giờ 10 phút tối, giờ nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng anh làm việc quen rồi. Lúc nào và ở đâu, anh cũng có thể làm việc được. Nếu em tới thăm anh thì anh có ngừng làm việc không? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 7 giờ 12 phút tối rồi. Em còn tới với anh làm gì nữa? Em đang đứng trước phòng anh nè. Em á, em lúc nào cũng hay đùa. Tin chưa? Có ra mở cửa không? Hay kẹt em nào trong đó? Hello. Ngạc nhiên lắm phải không? Anh không nghĩ là em tới vào giờ này. Dẹp hết công việc đi, đi chơi với em. Anh, đừng có lao lực nhiều quá. Mai mốt chết sớm á hả, đâu có mang được xuống dưới đâu. Sống là phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ. Thay đồ đi, đi chơi với em. Nhưng mà anh đang nghiên cứu một hồ sơ. Hồ sơ này rất quan trọng. Quan trọng hay không là do mình chứ bộ. Anh quan trọng nhưng mà người khác có quan trọng đâu. Nói chung là có một chân lý, sống là không có gì quan trọng hết. Đi. Không được đâu. Anh không đi đúng không? Được rồi. Anh không đi. Tối nay em sẽ ngủ lại đây với anh luôn. Ê. Cọc Lan. Không được đâu. Nhà anh chỉ có một chiếc giường thôi hả? Không biết. Không sao hết. Ngủ chung thì chật một chút nhưng mà à, sao ngủ chung được? Sao không được? Ngủ chung á hả? Thích lắm à. Thôi được rồi, em vô trong ngủ đi, anh ngủ ở đây. Thôi, em ngủ một mình á, em sợ ma lắm. Anh ngủ đâu em ngủ đó. Em mà ngủ lại đây á, cả chung cư này người ta sẽ đồn ầm lên. Đồn sao? Thì đồn anh lấy em. Anh không thích hả? À biết rồi. Tính là cô nào bà nào trong chung cư này nè. Trời ơi, không có ai hết. Nhưng mà em sẽ biến anh thành một đối tượng của scandal. Anh không muốn như vậy. Anh sống yên tĩnh quen rồi. Nếu vậy hả? Chỉ có một cách thôi. Cách gì? Đi chơi với em. Mà nè, bực mình quá à. Đi có vài tiếng thôi à, bên cạnh người đẹp mà cũng chê nữa. Đi chơi đi, rồi đi về sống tiếp cuộc sống yên bình gì đó của anh. Chẳng lẽ em làm bao nhiêu thứ cho anh rồi mà dành cho em mấy tiếng đồng hồ anh cũng không chịu nữa hả? Anh đừng có chảnh rồi nha. Em mà tuyên bố hả, một tiếng thôi, bao nhiêu thằng con trai trong Sài Gòn này hả sẽ đi chơi với em á. Thôi được rồi, đi thì đi. Chứ nghe người ta quảng cáo tiếp thị hoài á, nhức cả đầu luôn. Tại vì em là dân kinh doanh mà. Sướng quá trời, cuối cùng dụ được anh đi chơi với em lần đầu tiên rồi. Cái gì? Còn lần sau nữa hả? Tùy thuộc vào đương sự chứ. Biết đâu á hả, đêm nay đi chơi với em về, anh lại gọi cho em: Ngọc Lan ơi, đi chơi với em vui quá, tối mai đi chơi với anh nữa nha. Em đừng có hòng, không có lần sau đâu nha. Biết rồi, đi thay đồ máu lên đi.